Chương 21 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuyết lê dọc theo nhà phương hướng chạy hết tốc lực rất lâu, bởi vì đằng sau có sói đang đuổi nàng, nhìn thấy nhà mình nhà gỗ nhỏ cũng không dám ngừng, hoặc một cái tiếp tục chạy. Tử Lam đương nhiên cho là nàng là không có chạy đủ mới tiếp tục chạy, đuổi đến càng vui vẻ hơn. Trận này kịch liệt thi chạy tiến hành được hừng hực khí thế, tràn diện kích thích. Tuyết Lan chạy rất nhanh, nhưng cửu vĩ hồ tốc độ cũng không chậm, mà lại tiểu cửu vĩ hồ cầu sinh dục phi thường cường liệt, mắt thấy tuyết lan đuổi đến càng gần nàng sông đến càng lợi hại, sống sờ sờ tạo thành thế lực ngang nhau cục diện, nàng chạy đến đằng sau sắp khóc. Kết quả bọn hắn hai người vòng quanh tiên cảnh trọn vẹn chạy hết tốc lực ba vòng. Tuyết lê thực sự chạy không nổi rồi, rốt cục dần dần chậm lại, ô một tiếng nằm rạp trên mặt đất, ủ rũ cúi đầu bày thành một khối hồ ly tấm thảm. Tuyết lê cam chịu cái này sói yêu làm sao truy làm sao truy đi nàng không được chạy anh 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 ô tuyết lan thấy tuyết lê ngừng lại cũng đi theo thả chậm bước chân vòng quanh tê liệt ngã xuống tiểu cửu vĩ hồ chuyển lo lắng dùng chóp mũi đụng nàng tuyết lan ở bên cạnh sai lệch hạ đầu dùng ánh mắt hỏi thăm không chơi sao tuyết lê hữu khí vô lực trả lời hắn nói ngao ngao tuyết lan đau lòng nhìn xem tiểu hồ ly Kỳ thật hôm nay lần này chơi đùa sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, tử lam trong lòng cũng thật ngoài ý liệu. Hắn lúc đầu coi là tiểu cửu vĩ hồ chạy sẽ không đặc biệt nhanh, nhưng ngoài ý liệu, tuyết lê so với hắn trong tưởng tượng có thế chạy rất nhiều, phải biết tử lam mặc dù từ tiểu sinh bệnh, nhưng hắn dù sao cũng là lan vương chi tử, tuyết lan thần thân, trải qua hơn 10 năm khắc khổ tu luyện về sau, tại cùng thế hệ thần thú bên trong đều xem như rất mạnh. Tuyết Lê có thể lấy loại tốc độ này cùng hắn đỏ sức trồng rã ba vòng, Tử Lam có thể nói là tương đương ngoài ý muốn. Hắn chưa phát giác thưởng thức mà nhìn xem mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất tiểu cửu vĩ hồ, cúi đầu, trấn an liếm liếm Tuyết Lê phần gáy, giúp nàng thuận hô hấp nghỉ ngơi. Ngao! Tuyết Lê nhìn thấy đầu sói góp được gần như vậy, nhịn không được lật người, tại hắn có lông địa phương đập hai móng vuốt, để bày tỏ phẫn nộ bất mãn. Đồng thời, nàng y nguyên không khỏi kinh ngạc mắt nhìn trước mặt đại tuyết lan. Cái này sói thể lực không khỏi cũng quá tốt rồi, chạy lâu như vậy, nàng đều đã nằm xuống, nhưng cái này sói nhìn vậy mà một chút việc đều không có, khí đều không thở, phản phất còn có thể tiếp lấy chạy rất xa dáng vẻ, hắn thậm chí còn thụ lấy tổn thương đâu. Bất quá dù là như thế, tuyết lê chạy lâu như vậy vẫn có chút bỉ khuất, nhịn không được lại duỗi ra móng vuốt dãy dụa lấy đập hai lần. Tuyết lê sợ hắn tổn thương, đập đến vốn là không nặng theo tử lam khí lực của nàng càng nhỏ hơn liền cùng bị đụng nhẹ hoàn toàn chính là tuyết lê cũng đang an ủi hắn tử lam trong lòng ấm áp lại qua liếm lấy nàng một nguồn tuyết lê tuyết lê biết rõ cái này sói nghe không hiểu nàng ý tứ mà lại hẳn là không có ác ý chỉ là lúc này quả thực đem nàng dọa cho phát sợ tuyết lê còn không tốt cùng hắn quá tức giận tuyết lê nhìn qua đại tuyết lan thanh tịnh mắt ân cần thần dần dần liền không tức giận. Lúc này nàng thể lực cũng dần dần khôi phục, tuyết lê điều chỉnh một chút hô hấp, từ dưới đất đứng lên, nói. Chúng ta vẫn là trở về đi, chờ trở lại trong nhà lại nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ ngao. Tuyết lê một bên nói, một bên đứng vững. Nhưng nàng chạy lâu như vậy, muốn nói một điểm phản ứng đều không có căn bản không có khả năng, nằm sắp thời điểm còn tốt. Tuyết Lê vừa đứng lên đến liền phát hiện mình bốn cái hồ chân đều mềm nhũng, bốn cái móng vuốt lung la lung lay ngay cả đứng đều không phải rất ổn nàng khó khăn mở ra móng vuốt lúc la lúc lắc đi mấy bước tử lam ở bên cạnh nhìn xem tiểu cửu vĩ hồ kiên cường tất bước tử hắn thực sự là không nỡ tiểu cửu vĩ hồ dạng này đi trở về đi hắn đã quyết định muốn báo ân đương nhiên chỉ có thể là trợ giúp nàng thế là tử lam chậm rãi tiến lên đi đến tuyết lê sau lưng khẽ trắng nàng phần gáy một ngụm đưa nàng điêu ngao ô tuyết lê căn bản không có nghĩ đến mình thế mà có thế bị điêu không có phòng bị đột nhiên bốn chân cách mặt đất lập tức cả kinh mở to hai mắt nàng sợ hãi nhìn về phía đại tuyết lan thế nhưng là tử lam không có chú ý tới tuyết lê phản ứng bởi vì trong miệng hắn điêu một con tiểu hồ ly tử lam đi đường đều so bình thường cẩn thận rất nhiều sợ điên đến nàng nhưng nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn ra bước chân hắn bên trong như có như không nhẹ nhàng Tử Lam đem Tuyết Lê cẩn thận điêu trở về nhà, đem nàng phóng tới trên giường. Tuyết Lê dẫm lên mềm mại giường chiếu, rốt cục an tâm lại. Nàng trên giường dậm chân một cái, sau đó dùng cái đuôi ôm lấy trên giường một cái vải nhỏ búp bê, ôm vào trong ngực từ từ, thoải mái mà hít mắt nằm xuống tới. Nhưng một lát sau, Tuyết Lê giống như liền nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, sốt ruột tả hữu dạo qua một vòng, phát hiện mình chung quanh cái gì cũng không có, thần sắc lập tức bối rối lên sốt ruột ngao ngao tiểu hồ ly thần sắc thật đặc biệt tốt hiểu cái đuôi của nàng sụ xuống lỗ tai cũng sập thần sắc lo lắng nhìn qua quả thực muốn khóc tuyết lê lập tức liền muốn hướng dưới giường nhảy tử lam vội vàng ngăn cản nàng từ tiểu cửu vĩ hồ trong cử động tử lam cũng kém không nhiều xem hiểu nàng đại khái là đang tìm trước đó điêu đi ra cái kia rổ trong giỏ còn đặt vào nàng buổi sáng từ trong rừng rậm hái tới linh quả cùng thảo dược. Bọn hắn vừa mới cạnh chạy kịch liệt như vậy, tuyết lê rổ sớm tại chẳng biết lúc nào liền mất, mà lại nàng hoàn toàn bị tuyết lan hấp dẫn lực chú ý, chính mình cũng không có chú ý tới. Tử Lam nói, ngươi đi không được rồi, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài giúp ngươi tìm. Tử Lam nhìn xem tuyết lê dáng vẻ, lặp đi lặp lại đối nàng khoa tay mấy lần, thẳng đến tuyết lê giống như xem hiểu ổ trở về, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Tử Lam dọc theo bọn hắn trước đó chạy qua đường đi đi trở về đi, không bao lâu ngay tại đường mòn bên cạnh tìm được rơi xuống thảo dược rổ. Linh quả tảng mát đầy đất, cũng may đều không có lăn quá xa. Tử Lam đơn giản đem quả thu thập, điêu trở về tìm tuyết lê. Tuyết lê ngay tại trên giường lo lắng chờ lấy, thấy đại tuyết lan đem rổ nguyên mô nguyên dạng mang về, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Lê Tô Ô dưới đất thấp kêu một tiếng, liền chạy quá khứ đem Tuyết Lan phóng tới nàng bên giường rỗ đoàn ở, ngạc nhiên từ từ. Sau đó nàng vội vàng đem quả ngậm ra, một viên một viên kiểm tra có hay không ném hỏng. Tử Lam nhìn ra được Tuyết Lê rất xem trọng mình hái thảo dược. Hắn bởi vì thuở nhỏ sinh bệnh, từ nhỏ uống thuốc, cùng y tiên tiếp xúc được cũng tương đối nhiều, trước kia từng nghe y tiên nói qua, có không ít tiên dược chế tác chi tiết 10 phần rừng rà hà khắc, đối dược liệu yêu cầu cũng rất cao, chỉ thiếu một chút khả năng hiệu quả liền sẽ không bằng mong muốn. Tiểu cửu vĩ hồ hiển nhiên phá lệ cẩn thận, mỗi một khỏa đều thấy cực kỳ cẩn thận, thẳng đến toàn bộ xác nhận đều không có vấn đề, mới thật dài thở vào một cái. Tuyết Lan nhìn tiểu cửu vĩ hồ giống như kiểm tra xong, yên tâm lại, thay nàng đem rổ điêu đi, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tuyết Lê nhìn thấy đại Tuyết Lan chủ động điêu đi nàng rổ sững sờ, nàng vừa mới bởi vì quả nhóm không có việc gì mà buông lỏng tâm lại là giật mình xoắn suýt dựng lên cái đuôi tuyết lê giá ngày chạy thương cân động cốt đành phải nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng là đại tuyết lan hai ngày này cử động cho nàng gõ cảnh báo để nàng lòng tràn đầy lo nghĩ không thể không suy nghĩ nhiều thế là bạch lộc ngày hôm đó đến tìm tuyết lê chơi thời điểm liền thấy tuyết lê một con tiểu cửu vĩ hồ mệt mỏi bốn cái móng vuốt không động được thảm hề hề nằm lì ở trên giường lại còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tựa hồ chính sầu lo mà sa vào trầm tư bạch lộc bị tuyết lê dáng vẻ giật nảy mình hỏi xảy ra chuyện gì à nha ngươi thế nào thấy tâm sự nặng nề tuyết lê thâm trầm nói ta đang nghĩ cái này sói chẳng lẽ chuyển không đi ra đi a à, bạch lộc không biết tiền căn hậu quả hoang mang nhìn qua nàng tuyết lê liền đem hai ngày này chuyện phát sinh toàn bộ nói ra Tuyết Lê gần nhất trong lòng một mực cất đại tuyết lan tương lai chỗ ở sự tình. Nàng kế hoạch ban đầu là tính toán đợi đại tuyết lan nuôi xong tổn thương, liền để chính hắn đến trừng rậm ở, nhưng mà cái này tuyết lan hiện tại thân cận nàng thân cận đến quá phận. Nàng gần nhất đi tới chỗ nào, đều có sói đi theo nàng, nàng thiếu thứ gì, đều có sói cho nàng điêu, liền ngay cả nàng ra ngoài uống miếng nước, đại tuyết lan cũng sẽ ở không gần không xa địa phương an tĩnh trong coi nàng, quả thực giống như là một đạo không rời không bỏ màu trắng cái bóng tuyết lê tuyệt đối không ngờ rằng đại tuyết lan sẽ như vậy dính người trước mắt tình hình quả thực tựa như là cái này tuyết lan đã đem nàng coi là người nhà hoặc là cái gì khác tuyết lê lo lắng cái này sói thật cứ như vậy đuổi theo mình dự định cùng mình ở cùng nhau cũng không phải nàng không nguyện ý cùng tuyết lan cùng một chỗ ở lại thực sự là một con lớn như thế sói trường kỳ nuôi dưỡng ở trong nhà gỗ nhỏ quá miễn cưỡng mà lại nàng trước đó cũng không có dự liệu được qua loại tình huống này nhưng mà bây giờ cái này sói nhìn giống như xác thực không có chút nào rời đi ý tứ nghĩ tới đây tuyết lê không khỏi phiền não địa ngao một tiếng trên giường lăn hai vòng bạch lộc nghe được tuyết lê miêu tả cũng lấy làm kinh hãi nàng hỏi con kia sói đối hang động một điểm chọn lựa hứng thú cũng không có sao hoàn toàn không có ở dự định sao tuyết lê lo lắng lắc đầu bạch lộc có chút không tin lại có động vật sẽ đối tốt như vậy sơn động không có chút nào hứng thú nghĩ nghĩ lại hỏi có phải hay không là tuyết lan có cái gì khác tập tính cho nên ở không quen hang động nha vấn đề này tuyết lê cũng không phải hoàn toàn không có cân nhắc qua nhưng nhìn tuyết lan trong nhà trải cái cái đệm liền nguyện ý ở bộ dáng lại cảm thấy khả năng không cao nàng lại lắc đầu không biết nhưng ta cảm thấy không giống bạch lộc thế là đành phải đồng tình nhìn xem tuyết lê vậy ta cũng không biết còn có cái gì nguyên nhân khác hắn khả năng thật đuổi theo ngươi nha ngao tuyết lê nghe được đáp án này ủ rũ cúi đầu nằm xuống bạch lộc nhìn xem dáng dấp của nàng buồn cười kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ban đầu là tuyết lê cho đại tuyết lan trị thương về sau lại là tuyết lê một mực tại chiếu cố hắn sói là gia tộc đoàn thể quan niệm rất mạnh giống loài nghe nói cũng rất trọng tình cảm tuyết lê giá dạng chăm sóc qua hắn con kia đại tuyết lan sẽ đem nàng coi như đồng bạn đi theo nàng cũng không kỳ quái nghĩ tới đây bạch lộc trong lòng hơi động nàng nói thực sự không được nếu không ngươi liền dứt khoát để hắn một mực ở chỗ này được rồi chúng ta mặc dù một mực tại giúp tuyết lan tìm mới trụ sở nhưng hắn dù sao dáng dấp lớn như vậy mọi người bao nhiêu cũng còn có chút sợ hắn hắn ở tại ngươi nơi này mới là mọi người an tâm nhất. Thế nhưng là, vì bây giờ không có ở đây, ta đều không có cùng nàng đã thông báo, mà lại một con lớn như thế sói. Tuyết lê động động móng vuốt, đối tình huống trước mắt do dự. Lại nói, nàng cũng không khẳng định chính mình suy đoán chính là đúng, nói không chừng tuyết lan chỉ là đơn thuần không có minh bạch nàng ý tứ. Bạch lộc cũng không phải không thể lý giải tuyết lê khó xử tình cảnh, nàng đau lòng nhìn về phía tuyết lê, suy nghĩ một hồi, quan tâm mà nói. Nếu không như vậy đi, ta lại trở về cùng những người khác lại thương lượng một chút, chúng ta mấy ngày này lại hỗ trợ tìm xem nhìn có hay không thích hợp hang động, không chừng chỉ là sơn động không phù hợp tuyết lan tâm ý, lại nhiều thử một chút là được rồi. Dù sao cách một tháng kỳ hạn vẫn còn hơn 10 ngày đâu. Tuyết lê ngươi có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Từng. Cảm ơn các ngươi trước mắt giống như cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp thử một chút, tuyết lê rất cảm kích bạch lộc tới theo nàng thương lượng, ngượng ngùng đối nàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Không khách khí ngao. Bạch lộc cao hứng vọt hai lần móng trước. Nàng nói. Vậy ta trước hết đi tìm những người khác á. Trên đường cẩn thận. Bạch lộc đối tuyết lê vui sướng phất phất ngắn ngủi cái đuôi, đạp trên móng nhảy đi. Tuyết lê đưa mắt nhìn bạch lộc trời đi, chờ bạch lộc thân ảnh biến mất tại trong bụi cỏ không gặp về sau, nàng lại ngoài cửa sổ nơi khác nhìn. Đại Tuyết Lan lúc này không trong phòng, nàng cùng bạch lộc trong phòng nói chuyện trời đất thời điểm, Tuyết Lan thì một mình bồi hồi tại ngoài phòng. Một mình hắn thời điểm kỳ thật rất yên tĩnh, nếu không phải là nằm lấy nghỉ ngơi, nếu không phải là chậm rãi đi lại, có khi sẽ còn hỗ trợ bày đồ vật. Tuyết Lê thấy Tuyết Lan còn ở bên ngoài lắc lư, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình chỉ riêng trên giường nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi phải có điểm nhàm chán dứt khoát liền chạy đến dự định bắt đầu làm gì lưu lại công khóa tuyết lê mặc dù không thích ăn củ cải nhưng đối đãi gì nói lời hơn phân nửa đều rất chân thành nhất là liên quan tới y đạo phương diện tuyết lê rõ ràng đây là phi thường chuyện trọng yếu nàng hôm nay từ bên ngoài hái linh quả chính là chuyên môn vì công khóa tuyết lê chạy đến trước ngăn tủ muốn cầm quả xuống tới đảo thuốc lại phát hiện lúc này quả là tuyết lan trước đó thay thả, bị đặt ở rất cao vị trí. Tuyết lê lúc đầu nhảy tới cầm cũng không sao, nhưng nàng hôm nay chạy quá lợi hại, bốn cái móng vuốt nhỏ hiện tại còn rung động đến kịch liệt, nhảy mấy lần thực sự quá miễn cưỡng, dừng lại một chút, tuyết lê vẫn là hóa thành nhân thân, một bên khác, tử lam nguyên bản biết tiểu cửu vĩ hồ cùng bạch lộc trong phòng nói chuyện phím, hắn liền kiên nhẫn tại ngoài phòng chờ lấy, không có đi vào quấy rầy. Nhưng một hồi này, tử lam nhìn thấy tiểu bạch thu từ trong nhà gỗ ra trong nhà hẳn là lại chỉ còn lại tiểu cửu vĩ hồ một người hắn không do dự đương nhiên lập tức hướng trong nhà gỗ đi dự định đi xem một chút tiểu cửu vĩ hồ nghỉ ngơi được thế nào ai ngờ vừa mới đạp tới cửa liền gặp tiểu cửu vĩ hồ tại giá đỡ trước dùng sức nhảy tới nhảy lui muốn cầm trên kệ đồ vật nhưng từ đầu đến cuối với không tới tử lam liền vội vàng đi tới chuẩn bị để tiểu bạch hồ leo đến trên đầu của hắn cầm nhưng mà còn không đợi hắn đi vào, trước mắt bỗng nhiên ánh sáng nhạt lóe lên. Tiểu cửu vĩ hồ hóa thành nhân thân. Chỉ thấy trong phòng lại không còn tiểu hồ ly thân ảnh, lấy chi mà đối đãi là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Chương 22 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô gái trước mặt tự lấy một thân màu sáng áo xuân váy lụa, trên chân đâm xuyên hoa dày theo, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước tròn tại sau lưng. Phía sau nàng còn kéo lấy chính đầu tuyết trắng đuôi cáo, trong tóc đứng thẳng nhọn tuyết tai, nàng làn da trắng nõn như trăng sáng, đại mi nga nga, một đôi mắt hạnh thanh tịnh sáng tỏ, trong mắt giống như ngậm tinh quang, không nhiễm duyên hoa, lại có một loại lịch sự tao nhã xuất trần đặc biệt khí chất, tố y khó nén thanh nhã, giống như minh nguyệt du ở kinh vân ở giữa. Tử Lam thấy rung lên. Tuyết lê tại trong tiên cảnh dùng nguyên hình cùng tiểu động vật nhóm ở chung thuận tiện, từ gì ra ngoài về sau, nàng liền càng quen thuộc dùng hồ hình chạy tán loạn khắp nơi. Mặc dù làm gì công khóa có đôi khi muốn hóa thành người, nhưng tuyết lê giá trận muốn chiếu cố tuyết lan thương thế, ba ngày so trước kia bận rộn rất nhiều, công khóa cứ việc chưa từng lười biếng, nhưng tuyết lê cơ hồ đều là chờ trời tối người yên sau tại dưới ánh trăng vụn trộn làm. Tử Lam thương thế chưa khỏi hẳn, mới đầu hơn nửa ngày đều muốn mê mang, gần nhất mặc dù so trước đó tốt một chút, nhưng nghỉ ngơi giấc ngủ thời gian vẫn so bình thường muốn dài, tuyết lê mỗi đêm cho hắn uống an bổ chữa thương chi dược đều có an thần hiệu quả, tử lam ban đêm cơ hồ không hồi tỉnh. Khoảng thời gian này xuống tới, hắn đều nhanh quên tiểu cửu vĩ hồ là có thể hóa nhân thân. Nghiêm túc tính toán ra, cái này vậy mà là tử lam lần thứ nhất trông thấy hình người của nàng. Lê Chính cẩn thận từng ly từng tí thoáng điểm lấy chân, tố thủ tim tim, cạn tay áo thuận cánh tay rũ xuống, nàng từ trên giá cầm xuống buổi sáng hái trở về linh quả, sau đó lại từng cái chọn lựa thảo dược cùng y cổ, đôi mắt chuyển động lúc, thon dài nồng đậm lông mi giống như vỗ cánh cánh ve. Tử Lam không biết thế nào, nhớ tới rời đi lan cảnh trước, lan quan tại đạo thất thuận miệng trò chuyện lên nói đùa, vẫn còn đạo thất bên trong bức kia phù xiên, thuộc về cửu vĩ hồ tinh tú thần thú đồ lan quang nói cửu vĩ hồ nhất tộc vô cớ biến bất trước năm đó cửu vĩ hồ tộc mỗi người đều là so nguyệt đuổi hoa tán gái mỹ nhân bây giờ ngọc thỏ tộc cùng trĩ điểu tộc trên cửu trọng thiên còn có thể tranh luận ai là thứ nhất đẹp nói cho cùng chỉ là mọi người chưa từng gặp qua cửu vĩ hồ mà thôi tử lam nói không ra lời hắn khó mà hình dung trước mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn tự giác cũng không phải là coi trọng tướng mạo người Đối tuyết Lê Hảo Cảm cũng là bởi vì nàng tại trong lúc nguy nan làm viện thủ, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị nhận lấy xung kích. Thanh lệ cùng hoa nhã dung hợp được vừa đúng, cửu vĩ bồng bình phản phất như tiên vân, trên người nàng rõ ràng là cực đơn giản phục sức, lại phiêu diêu xuất trần, đẹp đến mức không giống thế gian thật vật. Khó có thể tưởng tượng thế gian vậy mà có thế có như thế thông thấu mỹ cảm, cho dù là trên cửu trọng thiên, đều sẽ để người có hoảng hốt coi là không thật cảm giác tử lam bây giờ thật tận mắt nhìn đến cửu vĩ hồ nhưng nếu là sau này trở về lan quang hỏi chỉ sợ hắn cũng không biết nên dùng cỡ nào ngôn ngữ hướng hắn miêu tả ngay lúc này thiếu nữ ôm trong ngực lấy được đồ vật quay đầu lại chú ý tới là tử lam tiến đến liền cười nói ngươi trở về à nha tử lam nghe được tiểu cửu vĩ hồ hóa nhân thân nói với nàng một câu Tiên ngữ diệu dụng ở chỗ một loại huyền diệu vận cảm giác cùng linh tâm, cũng không ở chỗ thanh âm, cho nên nàng hóa thành người về sau, nói chuyện mặc dù không phải ngao ô ngao ô, nhưng tử lam đã không hiểu cái tiên cảnh này bên trong ngữ, tự nhiên y nguyên nghe không hiểu tuyết lê nói lời. Tại hắn nghe tới, tuyết lê lúc này phát ra thanh âm giống như là một chuỗi chuông gió phát ra âm tiết, nhẹ nhàng linh linh, có một ít giống như là thượng cổ tiên ngữ âm điệu, thế nhưng là chấp vá không được đầy đủ câu, khó mà nghe hiểu. Trên người nàng có nhàn nhạt thảo dược vị, liền cùng khi tiểu hồ ly lúc cảm giác đồng dạng. Tử Lam ngửi được tuyết lê khí tức trên thân, chợt có chút nóng nảy. Hắn đại khái có thế đoán được tiểu cửu vĩ hồ hẳn là cùng bình thường đồng dạng tại chào hỏi hắn. Hắn hiện tại đã thấy tuyết lê nhân thân, tử lam cảm thấy mình nên có qua có lại, đem của mình hình người cũng làm cho tuyết lê nhìn xem. Dù sao hắn hiện tại là ngay tại truy cầu tiểu cửu vĩ hồ, tiểu cửu vĩ hồ chỉ gặp qua hắn thân sói nếu như không nhìn nhân thân nàng khả năng rất khó đối với hắn sinh ra theo vào một bước lý giải và hảo cảm nhưng mà hết lần này tới lần khác trên người hắn tiên khí còn không có khôi phục vết thương cũng đang tu dưỡng trạng thái tại loại tình trạng hạ không có cách nào biến thành hình người tử lam tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh nhân thân của ngươi rất xinh đẹp tử lam giật giật miệng ý đồ giải thích nói bất quá ta bây giờ còn chưa có biện pháp hóa thành hình người, chờ ta lại tu dưỡng một hồi, chờ có thể hóa thành người, ngay lập tức liền đến cho ngươi xem. Đại Tuyết Lan Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô, tuyết lê Tuyết lê không biết rõ đại tuyết lan vì cái gì bỗng nhiên nhìn có chút vội vàng sao động dáng vẻ. Nàng sai lệch phía dưới, tuyết trắng hồ tai đi theo động tác của nàng cùng một chỗ nghiêng qua một bên, nhìn qua liền phi thường dáng vẻ nghi hoặc. Bất quá tuyết lê không có để ý quá lâu, nàng không sai biệt lắm hẳn là bắt đầu tu luyện. Nàng đem trong ngực đồ vật thu thập xong, ông nàng y cổ cùng Thảo Dược ngồi xuống cố định vị trí bên trên. Tuyết lê thuần thục đem Thảo Dược lấy ra vài cọng để vào thuốc cửu, đập nát, ngón tay nhẹ nhàng một trảo, trải lên một thanh sớm đã chuẩn bị xong cánh hoa giống như dược phơi khô cỏ, sau đó mở ra một cái nàng hôm nay cố ý hái trở về mới mẻ linh quả, nhanh nhẹn lấy nước, nhỏ vào thuốc cửu bên trong, sau đó dùng dược sử hỗn hợp, một lần nữa lại đảo. Tuyết lê đối vật liệu hết sức quen thuộc, sợ một cái liền biết lượng, 10 phần tinh chuẩn, thậm chí không cần dùng xưng. Tử Lam nguyên bản ngay tại ảo não mình lúc này giờ phút này không thể biến nhân thân sự tình, nhưng không bao lâu cũng bị tuyết lê động tác hấp dẫn, kìm lòng không đặng nhìn qua. Nhân thân tại chế dược bên trên thao tác tự nhiên có thể so sánh nguyên hình tinh tế rất nhiều, cho dù tuyết lê râu ria thời điểm thường xuyên thích trộn cái nhỏ lười, trực tiếp dùng nguyên hình đem sự tình làm xong, nhưng thật cần nghiêm túc khẩn yếu quan đầu, vẫn là khẳng định phải dùng thân người. Tử Lam là lần đầu tiên thấy Tuyết Lê nhân thân thi triển y thuật. Hắn nhìn xem nàng động tác vô cùng tự nhiên trôi chảy tuyển thuốc, đảo thuốc, tỉ mỉ xử lý mỗi một loại dược liệu, không ít tiểu công cụ giao thế lấy sử dụng, mỗi một loại công cụ đều có nó tỉ mỉ mà độc đáo công dụng. Nhưng Tuyết Lê thuần thục vận dụng trình độ vượt quá tưởng tượng mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn quả quyết, tự như nước chảy hành vân. Tuyết lê tại tu luyện y đạo thời điểm, cảm giác cùng bình thường nhảy tới nhảy lui tiểu bạch mau cầu không giống nhau lắm. Ánh mắt của nàng chuyên chú, mắt hành lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trong tay động tác bên trên, tay áo bị nàng vén đến khuỷu tay vị trí, tuyết lê đại đa số thời điểm đều chỉ có dùng tay, thân thể cơ hồ không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên theo nàng cầm đi khá xa đồ vật mà trước sau di động, lại chập trùng rất nhỏ hình ảnh như vậy tử lam tuy là ngoài nghề nhưng cũng nhìn đến ra tuyết lê tại y đạo bên trên tu luyện rất không tệ mà lại có chỗ độc đáo nàng có không ít dùng y dụng thuốc hoặc là luyện tập thủ pháp đều cùng tử lam bình thường nhìn thấy y tiên có chỗ khác biệt nhưng rõ ràng tuyết lê thủ pháp trải qua cải tiến muốn càng thêm tinh xảo nghĩ như thế tử lam cũng có chút hiếu kỳ lên tuyết lê sư thừa tới cái này tiểu tiên cảnh nhỏ như vậy bị hạn chế rất lớn, ở đây tu luyện, vẫn là cần đại lượng dược liệu loại hình vật liệu cùng thực tế lâm tràng kinh nghiệm y đạo, muốn dẫn ra tuyết lê giá dạng đệ tử chỉ sợ quả thực không dễ. Nhưng mà tử lam ở bên cạnh nhìn hồi lâu, chưa nhìn ra mánh khóe, ngược lại là tuyết lê đem luyện dược luyện xong. Nàng cùng bình thường đem tân chế tốt thuốc dựa theo khác biệt giấy gói thuốc thường bằng sợi bông ôm, liền một lần nữa biến trở về tiểu hồ ly, thoải mái mà hít mắt trung lẫy bẫy lông tuyết lê hôm nay trình tự làm việc không khó nếu như không phải nàng móng vuốt thực sự mệt mỏi ngay cả nhảy đều nhảy không nổi cũng là có thể trực tiếp dùng hồ thân hoàn thành tử lam vốn là đang nhìn nàng tu luyện thấy tuyết lê giá a nhanh liền hoàn thành sau đó khôi phục quen thuộc hồ thân đầu tiên là dừng lại tiếp lấy lấy lại tinh thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đem so sánh với tuyết lê nhân thân hắn còn giống như là đối tiểu cửu vĩ hồ hồ thân quen thuộc hơn thân thiết nhất là hắn hiện tại còn không thể biến thành nhân thân, tuyết lê đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có chút không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Lúc này, tử lam hàm tình mạch mạch mà nhìn xem tiểu cửu vĩ hồ mềm nhũng một đoàn nguyên hình, thấy thế nào làm sao đáng yêu thích, nếu không phải sợ tại tuyết lê trước mặt biểu hiện được quá cấp thiết, quả thực còn muốn liếm một ngụm. Tử lam hỏi, chân ngươi còn đau không? Có muốn hay không ta đem ngươi đến gian phòng bên trong nghỉ ngơi? Nào, Tuyết Lê nghe được Tử Lam gào, lập tức không có kịp phản ứng, mê mang ngẩng đầu. Nhưng mà Tử Lam cũng hiểu được nàng nghe không hiểu, nhìn Tiểu Hồ Ly đứng không nhúc nhích coi như nàng đồng ý, lập tức cúi đầu xuống, một ngụm ngậm lấy cổ của nàng. Tuyết Lê Cổ là rất yếu đuối địa phương, phần gáy mặc dù có thể điêu, nhưng bị Đại lang sát gần như vậy rất đáng sợ, Tuyết Lê vẫn là một sát na lông đều căng thẳng, nhưng mà tử lam không hề hay biết. Hắn dùng lực đạo rất nhẹ rất nhẹ, đã là nhẹ nhất kia một loại, nếu như đổi lại là nhân thân, đại khái liền tương đương với cực bảo bối mà đưa nàng bảo hộ ở ngực, ngay cả ôm thời điểm đè lên nàng đều không nở. Tử lam đem tuyết lê điêu đến phòng nàng trên giường, nhẹ nhàng buông ra. Tử lam cất kỹ về sau, căn dặn tuyết lê nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ không đi xa, nếu như ngươi có chuyện gì liền gọi ta sau này dứt lời tại tuyết lê trong lỗ tai căn bản không biết là có ý tứ gì bất quá nàng vững vàng rơi xuống kéo căng thân thể cuối cùng trầm tĩnh lại nàng vui vẻ trên giường nhảy nhảy đối tử lam về ngao vài câu liền thư thư phục phục nằm xuống tuyết lê cho là nàng đã không sai biệt lắm quen thuộc cùng đại tuyết lan ở chung được như bị liếm một ngụm điều mấy bước loại chuyện này hẳn là ngẫu nhiên phát sinh hơi thích ứng một chút liền tốt thật tình không biết Tử Lam báo ân kỳ thật vừa mới bắt đầu. Ngày kế tiếp, buổi chiều, gió mát ấm áp, tuyết lê nhìn mặt trời rất dễ chịu, liền đem trong phòng cái đệm điêu ra, trải tại cửa hiên bên trên đệm lên ngủ trưa. Nhưng còn không có qua bao lâu, đại tuyết lan cũng đi theo nàng đi tới. Hắn nhìn xem nàng đi ngủ nhìn một hồi, sau đó lại nhìn một hồi ánh nắng. Tiếp lấy đại tuyết lan tại bên người nàng nằm nghiêng xuống dưới, mắt nhìn êm đẹp uống tại trên đệm ngủ tiểu mau cầu, sau đó thuận trảo đem nàng mò được mình dưới lông. Đột nhiên đánh thức tuyết lê. Chương 23 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đại tuyết lan một trảo này vớt được thực sự quá thuận, tuyết lê lập tức liền từ mềm mềm trên đệm lăng đến tuyết lan xỏa tung lông dài bên trong, cảm giác tựa như là một đầu ngã vào một viên có chút lớn bồ công dặm anh, đột nhiên liền hỏng vào. Tuyết lê mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mộng. Sau đó Tử Lam cẩn thận từng ly từng tí vòng lên cái đuôi, hơi nghiêng người sang thể, đưa nàng quấn tại mình lông tóc bên trong. Tử Lam là có mình khảo lượng. Hắn vừa mới cảm thụ qua, cứ việc hiện tại là ngày xuân, nhưng hai ngày này vừa lúc ở rét tháng 3, liền ngay cả trong tiên cảnh đều có chút chịu ảnh hưởng, nhiệt độ không khí sao bình thường muốn lạnh. Tử Lam thuở nhỏ lạnh bệnh xâm thể, đối hạ nhiệt độ tương đối mẫn cảm nhưng lại không thể giống người bình thường rõ ràng như vậy cảm giác ấm áp hay không, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được thời tiết nhiệt độ lại so hai ngày trước thấp, có một tia ý lạnh, hắn rất lo lắng tiểu Cửu Vĩ Hồ cứ như vậy đoàn tại bên ngoài đi ngủ sẽ đông lạnh đến, cho nên quyết định tới cùng nàng cùng một chỗ ngủ, dùng mình thật dày lông sói cho nàng sưởi ấm. Hắn mặc dù sợ lạnh, nhưng trên người lông tóc rất dày, cũng có nhiệt độ cơ thể, hai người đoàn cùng một chỗ tiểu cửu vĩ hồ chắc chắn sẽ không quá lạnh. Tử Lam vừa nghĩ như thế, liền đem tiểu cửu vĩ hồ đoàn được càng gấp. Nói đến kỳ quái, hắn là thật cảm nhận được một tia vào đông quay lại giống như hàng ý, rõ ràng hiện tại là tại giữa trưa ánh nắng dưới đấy, nhưng hắn vậy mà giống như so trước đó vài ngày bột thiên tịch trong rừng rậm ngủ trong đêm khuya còn lạnh hơn, cống đến hắn có chút phát lạnh. Nhưng mà tử lam không có ác ý cử động quả thực đem tiểu cửu vĩ hồ dọa cho phát sợ. Tuyết Lan bình thường là không ra phơi nắng ngủ trưa, hắn uống tại trong phòng, dù cho ngẫu nhiên ở bên ngoài nghỉ ngơi cũng là an tĩnh ghé vào cửa hiên bên trên, không có khác cử động. Đây là hắn lần đầu tại nàng ngủ trưa thời điểm cùng một chỗ chạy đến đi ngủ, mà lại lại còn trực tiếp bao lấy nàng. Tuyết Lê bị Tuyết Lan đoàn ở cơ hồ là mắt tối sầm lại, hắn bóng ma trực tiếp khoác lên đến không nói, cái này sói chỉ là dựa vào hình thể là đủ đưa nàng toàn bộ mà vòng tại dưới lông. Hai ngày này hoàn toàn chính xác bởi vì rét tháng 3 quan hệ lạnh một điểm, nhưng lúc này là giữa trưa, giờ ngọ nắng xuân ấm áp, tuyết lê cũng không có cảm thấy đặc biệt lạnh giá, ngược lại cảm thấy thời tiết nghi nhân, nàng chỗ nào muốn lấy được tuyết lan là tới cho nàng sưởi ấm. Nàng lúc đầu đang ngủ ngon giấc, vạn vạn không nghĩ tới vừa tỉnh ngay tại lông sói bên trong, toàn bộ hồ ly kinh dị từ không cần nhiều lời. Nàng ở một giây, sau đó liền dùng sức giãy dụa. Ngao 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 buông ra. Mau buông ra. Tối quá ngao. Tuyết Lê dùng sức huy động bốn cái chân nhỏ, cái đuôi cũng càng không ngừng bày đến bày đi. Tử Lam nguyên bản đã hợp mắt, an ổn dự định cất tiểu hồ ly ngủ, ai ngờ Tuyết Lê vừa tới trong ngực hắn liền bắt đầu giãy dụ, khiến cho Tử Lam không thể không mở mắt ra, hướng nàng nhìn qua. Tử Lam hoài nghi có phải là động tác của mình chỗ nào làm đau tiểu hồ ly, co quắp mờ mịt hỏi. Thế nào? hôm nay không ngủ trưa sao? Tuyết Lê cảm giác được đại tuyết lan buông nàng ra một điểm, dãy dụ lực đạo đã nhỏ đi nhiều, ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy đại tuyết lan rủ cục lấy lỗ tai thất lạc vô tội mặt. Tuyết Lê nhìn thấy đại tuyết lan vẻ mặt như thế, trái tim liền giống bị nhẹ nhàng nhói một cái, lại không đành lòng, đột nhiên cảm thấy tựa như là nàng làm sai chuyện gì giống như. Tuyết Lê bối rối nói. Ngươi không cần lộ ra như thế thất lạc biểu lộ mà ngươi lớn như vậy một con, bình thường lại không quá ngủ trưa, bỗng nhiên chạy tới ngủ ở bên cạnh ta, còn đem ta vớt trôi qua, ta, ta chỉ là giật nảy mình. Tuyết Lê hoài nghi cái này đại tuyết lan đối với mình hình thể khả năng không có chính xác nhận biết, hắn nguyên hình so với nàng dạng này tương đối nhỏ con động vật lớn nhiều như vậy, coi như không có ác ý, chỉ là tới gần cũng đủ để cho dưới người ý thức trong lòng một nắm chặt. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Tuyết Lan gần nhất dính nàng dính đến kịch liệt. Tuyết Lê lại sợ mình thật đã thương đại Tuyết Lan tâm, sốt ruột ở trước mặt hắn giật nảy mình. Cuối cùng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là mình dẫm lên đại Tuyết Lan chân trước, một bước nhỏ một bước nhỏ mình chuyển trở về Tuyết Lan bên người, tìm cái địa phương rón rén ổ. Thế là Tử Lam liền thấy tiểu cửu vĩ hồ bị hắn đoàn ở về sau, mặc dù tỉnh, lại tại phát hiện mình bị quấn tại ấm áp địa phương về sau, ngạc nhiên tả hữu nhảy tới nhảy lui, còn đối với hắn vẫy đuôi, nhìn qua phi thường vui vẻ bộ dáng. Sau đó nàng lại một bước nhỏ một bước nhỏ xích lại gần hắn, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, cuối cùng mình chọn lấy cái thích vị trí, thoải mái mà nằm xuống từ từ hắn. Ngao ô, tử lam trong lòng vui mừng, trong lòng ngực một vị trí nào đó phản phất nháy mắt bị ấm áp lấp đầy. Hắn cong người lên thể, đem trong ngực tiểu cửu vĩ hồ chăm chú đoàn ở, đem mặt cọ tại bên cạnh nàng. Tuyết lê tại tử lam đưa nàng đoàn gấp thời điểm, không thể ức chế lại là hoảng hốt, nhưng nàng thấy tuyết lan phản phất rất thỏa mãn dáng vẻ, cũng chỉ đành bất đắc dĩ nằm xuống. Dù sao đại tuyết lan bình thường đều không ngủ trưa, nên chỉ là ngẫu nhiên một lần, hơi nhẫn nại một hồi liền trôi qua. Tuyết lê là vừa vặn ngủ sau mông lung bị bừng tỉnh, lúc này tinh thần còn không phải rất tốt, lúc này vừa nghĩ như thế, nàng bối rối liền lại càng quét lại đến. Tuyết lê ngáp một cái, xoa xoa con mắt, nàng một lần nữa đem mình vo lại, nho nhỏ một con tựa ở đại tuyết lang lông ở giữa, mơ mơ màng màng một lần nữa ngủ thiếp đi. Không bao lâu, ngũ tiểu hồ ly liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Một bên khác, tử lam vô cùng thận trọng đem tiểu hồ ly ôm vào trước ngực. Từ đằng xa Phật tới thanh phong thổi, hắn trắng bản lông sói bị vén ra gần sóng độ cong, một chút hơi lạnh từ làn da cùng không khí tiếp xúc thấu đến, để tử lam có chút co rúng lại một chút. Hắn cảm thấy hôm nay phá lệ lạnh, thậm chí mơ hồ mang theo dị dạng, vừa rồi hắn còn không có đặc biệt để ý trong nháy mắt đó rét lạnh, theo hắn nằm xuống ngủ trưa, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng có gai xương cảm giác. Chung quanh hắn phản phất cũng không có nhiệt độ, chỉ có trước ngực kia một đoàn tiểu cửu vĩ hồ, vẫn là ấm áp dễ chịu, ủi thiếp địa nhiệt tại ngực, chỉ là ôm, liền có một loại nhu hòa mà ấm áp ấm áp, giống như là cái thiên nhiên lò lửa nhỏ. Tử Lam nhấp phát xuống bạch môi, khó khăn kéo căng thân thể. Khi một tia khiến người bất an ý lạnh, vẫn còn điều này làm hắn cảm thấy khó chịu nhiệt độ, đều để Tử Lam hoảng hốt. Hắn vô ý thức muốn tới gần tuyết lê, nhưng lại sợ ép đến nàng, khắc chế địa nhẫn lấy không nhúc nhích. Hắn thở nhỏ thể lạnh, lạnh bệnh nhập thể, bởi vậy đối lãnh ý mười phần đề phòng. Tử Lam có một loại thật không tốt dự cảm lạnh bệnh phát bệnh tình huống mỗi lần đều không giống mà lại phát bệnh thời gian cũng không có quy luật có đôi khi sẽ tấp nập phát tác có đôi khi có thể cách hơn mấy tháng có đôi khi chỉ cần trong một giây lát liền có thể quá khứ có đôi khi sẽ để cho hắn liên tiếp mê man mấy ngày không có ý thức thậm chí có khả năng nguy hiểm sinh mệnh tử lam tuổi nhỏ thời điểm phát bệnh cực kỳ nghiêm trọng ngủ lúc nhiều tỉnh lúc ít lâu dài đều tại u ám rét lạnh trong giấc ngủ nhưng mấy năm gần đây theo tu vi của hắn tăng trưởng lạnh bệnh tình trạng đã rõ ràng đã khá nhiều bình thường sẽ không liên tục phát bệnh hắn đi vào cái tiên cảnh này mới vừa vặn một tháng hắn lần trước cũng là bởi vì tại phá cảnh quá trình bên trong phát sinh lạnh bệnh mới có thể từ cửu trọng thiên hạ xuống hạ rơi vào cái tiên cảnh này bên trong bây giờ khoảng cách lần trước phát bệnh thời gian còn rất ngắn không cần là hiện tại tuyệt đối không nên là ở đây chí ít đừng tới quá nghiêm trọng tử lam gắt gao cắn chặt răng liều mạng nhẫn nại lấy, không dám kinh động tại trước người mình ngủ say tuyết lê. Rõ ràng là để hắn thấp cả người phát lạnh tật bệnh, nhưng bởi vì quá độ chịu đựng, tử lam lại ra một thân mồ hôi lạnh, trên lưng lông sói thấm ướt một mảnh nhỏ. Lạnh buốt mồ hôi dán tại lạnh buốt phát lạnh trên thân thể, gần như có một loại mùa đông khắc nghiệt rơi vào hầm chứa đá thấu xương cảm giác. Tuyết lê không biết mình ngủ bao lâu, nàng là bị một trận kỳ dị lạnh su su hàng khí làm tỉnh lại loại cảm giác này có điểm giống là nhanh bắt đầu mùa đông thời điểm ban đêm đi ngủ không đóng cửa sổ còn không cẩn thận đá rơi xuống tất cả chăn mền ô thu tuyết lê vốn là dãy dụ lấy không muốn tỉnh thế nhưng là không khí chung quanh lại càng ngày càng lạnh càng ngày càng lạnh khiến cho nàng hắt hơi một cái không thể không mở mắt lúc này mới nhìn thấy không trung sáng trở nắng gắt cùng trước mắt một phái chim hót hoa nở tiên cảnh chi cảnh tuyết lê nhìn thấy con mắt cảnh tượng một cái lắc thần dừng lại, hậu tri hậu giác ý thức được hiện tại là êm đẹp ngày xuân buổi chiều, làm sao lại lạnh thành dạng này. Nàng mê mang quay đầu, liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã nằm lại đến mình ban đầu nhỏ trên nệm êm, mà nguyên bản muốn đem nàng mò được dưới lông cùng một chỗ ngủ đại tuyết lan thật sâu nhíu mày, ngậm chặt hàm răng, lông tóc thấm ướt một mảng lớn, chính khó khăn cuộn thành một đoàn, nhìn qua hết sức thống khổ bộ dáng. Tuyết lê quá sợ hãi, một cái xoay người từ trên đệm lăn hóa thành người. Nàng vội vàng đến tuyết lan bên người, ở bên cạnh hắn nửa quỳ hạ, không lo được đi lấy y rương, trực tiếp một tay ngã vào đại tuyết lan trên cổ, đi sờ mạch đập của hắn, đồng thời kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chẩn bệnh. Đại tuyết lan xem xét chính là đột phát bệnh bột phát nặng. Loại bệnh trạng này không phải tuyết lê cho hắn băng bó vết thương sẽ phát sinh, tuyết lê rất nhanh ý thức được nếu như không có đoán sai, khả năng này chính là nàng trước đó phát hiện tuyết lan trên thân có, nhưng nhìn không ra là bệnh gì chứng cái kia bệnh của bệnh dữ, hơn nữa nhìn tình huống này, tất nhiên hung hiểm. Tuyết lê đem tay mò đến tử lam cái cổ mạch phía trên, dù là nàng đã cảm giác được chung quanh có gì đó quái lạ hàng khí, trên ngón tay chạm đến thân thể của hắn một sát na, tuyết lê vẫn là bị nhiệt độ của người hắn thấp giật nảy mình. Nàng sờ được quả thực không giống như là vật sống, mà là một khối ngâm tại lạnh ao ngàn năm huyền băng. Như thế lạnh thân thể, đủ để đem huyết dịch tiên khí tất cả đều đông cứng, mà lại những này hàng khí bén nhọn như lợi kiếm, lại không ngừng kích thích thân thể, nếu như đổi lại là tu vi không đủ cao linh thú hoặc là không có tu vi phàm nhân, chỉ sợ một nháy mắt liền chết hẳn. Tuyết Lê không dám trì hoãn, nhanh chóng đoạn mạch, xem xét thân thể phản ứng vẫn còn Tuyết Lan đủ loại biểu hiện. Đợi Tuyết Lê toàn bộ kiểm tra hoàn tất, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Nặng lạnh xâm thể, hàng khí tận xương. Là lạnh lẽo chi tật. Vẫn là nghiêm trọng nhất kia một loại. Tuyết lê trong lòng hoảng hốt, nàng theo dì tu luyện nhiều năm, dì biết được rất nhiều nghi nan nặng chứng. Tại cô mẫu nói cho nàng biết các loại chứng bệnh bên trong, có thật nhiều tuyết lê tại trong tiên cảnh đều sẽ đụng phải. Nhưng cũng có một chút, nàng tập y hơn 10 năm, vẫn vẹn vẹn chỉ là nghe dì nói qua những này bình thường đều là nghiêm trọng nhất liệt bệnh ngay cả gì chính mình cũng cực ít đụng phải có một ít thậm chí gì cũng không biết là từ nơi nào biết được chứng bệnh chỉ nói nàng từ xuất sinh liền tự nhiên hiện lên ở trong đầu chưa từng quên lãng lạnh bệnh chính là một cái trong số đó loại bệnh này là đại lượng cương liệt hàng khí nhập thể bố trí đại bộ phận tu vi người không tốt tại bao lớn lượng hàng khí phía dưới căn bản không có biện pháp sống sót tự nhiên không quan trọng lạnh bệnh nhưng dù cho may mắn sống sót cũng rất khó trị tận gốc người bệnh sẽ lặp đi lặp lại chịu đựng hàng khí bản thân tra tấn quá trình tương đương hung hiểm thống khổ tuyết lê không nghĩ tới đại tuyết lan hoạn được vậy mà lại là loại bệnh này lúc này ngây người vào đúng lúc này xế chiều mỗi ngày cũng sẽ tìm đến tuyết lê chơi bạch lộc cùng bình thường hướng tới bên này nàng nguyên bản bộ pháp nhẹ nhàng nhưng vừa mới gần liền thấy tuyết lê hóa thành người ngồi tại cửa hiên bên trên mà trước mặt nàng đại tuyết lan co ro cắn chặt răng, toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn qua tình huống rất là hỏng bếp dáng vẻ. Tuyết lê Bạch lộc bị hoảng sợ há miệng, trong miệng mang đến làm lễ vật quả liền mất, nhưng nàng cũng không kịp đi nhặt, vội vàng thành khẩn vọt tới tuyết lê bên người, lo lắng vòng quanh hai người bọn họ chuyển. Tuyết lê thấy bạch lộc tới, trong chớp mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Nàng tận lực bảo trì trấn định, quả quyết đối bạch lộc nói, Nai con, ngươi có thể hay không đi trong phòng đi thuốc của ta trương. Vẫn còn tủ thuốc bên trên hàng thứ ba thứ hai bình thảo dược, cùng hàng thứ năm loại thứ sáu thảo dược, đều giúp ta lấy tới. Sau đó giúp ta lấy chút nước cùng khăn khăn, lại giúp ta đốt điểm nước nóng. Tuyết Lê yêu cầu 10 phần rừng rà, nhưng Bạch Lộc cũng hiểu được lúc này tình huống nguy cấp, không thể lại trì hoãn. Bạch Lộc vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đến trong phòng, đi lấy Tuyết Lê thứ cần thiết. Tuyết Lê chờ Bạch Lộc vào nhà về sau, ngồi ngay ngắn ở tử lam trước mặt, lấy lại bình tĩnh. Nàng hít thở sâu một hơi, xuề bàn tay ra, hai tay không nâng, không lâu lòng bàn tay liền trồi lên nhàn nhạt ấm áp cùng màu vàng nhạt quang hoa, quang hoa hiện lên năm cánh tách ra, giống như tay nâng một đóa kim liên. Là tuyết tan chi thuật. Chương 24 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tuyết lê trong tay tiên thuật tương tự kim liên, nổi nhàn nhạt hoa choáng, giống như hoa sen nở rộ, lại như một đóa kim sắc mặt trời. Tuyết tan chi thuật là tuyết lê từ gì nơi đó học được, theo gì nói, đây là có rất ít người sẽ tiên pháp, có thể hóa tuyết hồi xuân, hóa lạnh vì ấm, tiêu trừ hàng sát chi khí, khôi phục sinh cơ. Tuyết lê học một chiêu này bỏ ra rất nhiều công phu. Nàng đại đa số kỹ năng đều nắm giữ được rất nhanh, y thuật có thể nghe một lần liền hiểu cho dù là chưa từng thấy qua chứng bệnh, chỉ cần nghe gì miêu tả qua triệu chứng, nàng liền có thể tại lần thứ nhất gặp phải lúc đoán được. Nhưng chỉ có tuyết tan chi thuật là thật để nàng cảm thấy khó khăn. Tuyết lê mặc dù tại ban đầu học y lúc, ngay tại vì nơi đó thấy được tuyết tan chi thuật, nhưng vì nói nàng cơ sở còn chưa đủ tốt, một mực kéo tới 3 năm trước đây mới chính thức bắt đầu dạy nàng. Khi đó tuyết lê đã đọc xong đại lượng y thuật, học xong đại lượng tiên thuật, ngửi được mùi liền có thể phân biệt trăm loại thảo dược, nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm tìm tới trên người bệnh nhân huyệt đạo mạch máu. Nhưng mà gì rốt cục dạy nàng tuyết tan chi thuật lúc, tuyết lê vẫn là đụng chạm. Cái này tiên thuật độ khó quả thực vượt qua tuyết lê tưởng tượng, đơn thuần mặt niệm tâm quyết là tuyệt đối không xử ra được, đối tiên khí nắm giữ, tinh thần chuyên chú, vẫn còn sử dụng tiên thuật lúc mục đích linh cảm yêu cầu cũng rất cao. Đầu mấy tháng hết sức chật vật nếm thử, suýt nữa để tuyết lê thụ áp chế, để nàng kém chút bản thân hoài nghi chính mình có phải hay không học không được cái này tiên thuật. Cũng may gì một lần lại một lần dạy bảo nàng, dốc lòng chỉ đạo, không ngừng cổ vũ nàng. Tại trải qua không ngừng lặp đi lặp lại sau khi luyện tập, tuyết lê bỏ ra gần một năm mới rốt cục có thể dùng ra một sợi ổn định tuyết tan chi tức. Đến bây giờ nàng mặc dù đã học ròng rã ba năm, nhưng dùng đến cũng còn không phải rất tốt, chỉ có thể sử dụng như thế một nhỏ đóa hoa sen tiên khí đoàn. Tuyết lê chỗ nào có thế nghĩ đến vậy mà lại tại tuyết lan trên thân gặp được nghiêm trọng như vậy lạnh bệnh, dưới mắt lại là trong lúc nguy cấp, tuyết lê không kịp lo lắng nhiều, vội vàng dùng tuyết tan chi thuật chăm sóc đại tuyết lan. Tuyết lê bưng lấy đóa này tiên khí biến thành ấm áp linh liên, đưa nó đặt ở đại tuyết lan nơi ngực. Mang theo nhu hòa ấm áp tiên khí lập tức nhụn dần đại tuyết lan bốn phía hung liệt hàng sát chi khí tứ ngược hàng khí giống như là băng tuyết đụng phải xuân ý, bỗng nhiên co rúng lại, thu hồi bén nhọn góc cạnh, dần dần dung hợp vì kim liên noãn quan bên trong một bộ phận. Đại tuyết lan sắc mặt lập tức cốt hơn nhiều. Ngay lúc này, Bạch Lộc cũng gấp gấp đem tuyết lê thứ cần thiết đã lấy tới. Tuyết lê nâng tuyết tan kim liên tay duy trì tại tuyết lan ngực không động, tay kia lập tức từ bình thuốc từ lấy ra trải qua xử lý thảo dược, nàng hướng dẫn đại tuyết lan hé miệng, đem thảo dược cho hắn đút đi vào, để hắn ngậm lấy, dùng loại thảo dược này hiệu lực bảo hộ nguyên khí. Đóng lấy, tuyết lê lại đem một loại khác đồng dạng có hóa giải hàng khí dược hiệu thảo dược đơn giản xé nát, nhanh chóng thoa lên tuyết lan mặt ngoài thân thể cùng vết thương phụ cận. Không lâu, bạch lộc đem nước nóng cũng cùng nhau đốt tốt lấy ra. Tuyết lê vội vàng đem khăn dùng nước nóng thấm ướp sấy khô nóng, sau đó xoắn đến rất khô, lúc này mới dùng ấm áp vải khăn lau đại tuyết lan trên thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu lông tóc. Tử Lam lúc này mặc dù thống khổ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức. Hắn không ngờ tới mình sẽ ở cái tiên cảnh này bên trong đột phát lạnh bệnh, vốn định cắn răng nhẫn nại kiên trì vượt đi qua, chợt tại vô tận rét lạnh bên trong cảm nhận được một cổ ôn nhu đến để người lập tức bình thản xuống ấm áp. Khi cổ ấm áp tựa như đêm lạnh bên trong một chiếc chập chờn ánh lửa đèn sáng, đốt sáng lên vô biên đêm yên tĩnh. Tử Lam có thể cảm giác được những cái kia vây quanh hắn thấu xương rét lạnh dần dần rút đi, hắn trong thoáng chốc giống như đưa thân vào một cái mạnh mẽ mỹ lệ vườn hoa bên trong, sau giờ ngọ nắng ấm ấm áp chiếu vào trên thân. Ấm áp. Đây chính là hắn nhiều năm tìm kiếm, nhưng Thủy chung không cách nào giống những người khác như thế cảm nhận được chân thực mà bình thường ấm áp. Tử Lam chưa từng có tại lạnh bệnh phát bệnh lúc trôi qua thoải mái như vậy tại loại ấm áp dẫn đạo hạ hắn mông lung nhíu mày sau đó khôi phục ý thức có chút mở mắt ra ngay sau đó tử lam liền làm tức sửng sốt ánh mắt của hắn mở ra còn rất phí sức nhưng từ miễn cưỡng mở ra trong tầm mắt tử lam nhìn thấy tiểu cửu vĩ hồ dùng thân người ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn nàng thần sắc nhìn phi thường bối rối trên trán đều toát ra mồ hôi tiểu cửu vĩ hồ trong tay bưng lấy kim liên chính lo lắng dùng các loại biện pháp ý đồ giúp hắn ổn định bệnh tình, mà Tử Lam ấm áp nơi phát ra chính là Tuyết Lê Nâng ở hắn tâm khẩu kia một đóa kim liên, Tuyết Tan Chi Thuật Tử Lam kinh ngạc đến cực điểm, nháy mắt liền nhận ra được hắn thuở nhỏ dưỡng bệnh đối lạnh bệnh hiểu rõ cực sâu, từ nhỏ đã biết mình trên người lạnh bệnh đến nay chỉ có Tuyết Tan Chi Thuật có thể trị tận gốc, còn lại tất cả thủ đoạn đều đơn giản chỉ là tạm thời ổn định bệnh tình giảm bớt thống khổ, chỉ có thể trường kỳ cứng rắn kéo, không cách nào làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Năm nào khi còn bé, cha mẹ cũng không phải không có dẫn hắn cầu y hỏi thuốc, đi tìm tinh thông kỳ hoàng chi đạo, duy nhất có thể sử dụng tuyết tan chi thuật Thiều Âm tiên tử, làm sao Thiều Âm tiên tử sớm tại nhiều năm trước hạ phàm lịch kiếp, trước mắt hành tung khó kiếm, bọn hắn thật vất vả tìm tới Thiều Âm tiên tử lịch kiếp chi địa lúc, Thiều Âm tiên tử cũng đã bị trục xuất sư môn, vừa vặn cùng bọn hắn dịch ra, sau đó không còn có tin tức. Tử Lam một mực biết Tuyết Lê tu luyện y đạo, mà lại y thuật có chút cao siêu, lấy nàng còn trẻ như vậy niên kỷ, chỉ sợ là cái thiên tư cực kỳ xuất chúng, nhận y thuật tinh xảo lão sư tỉ mỹ dạy bảo, bản thân còn 10 phần cần cù cố gắng đệ tử, nói là thiên tài kỳ tài cũng không đủ, nhưng dù là như thế, Tử Lam cũng tuyệt nghĩ không ra nàng vậy mà lại tuyết tan chi thuật. Tử Lam khiếp sợ nhìn xem Tuyết Lê nhưng lúc này thương thế của hắn cùng lạnh bệnh cũng còn không có yên tĩnh xuống hắn rất khó mở to miệng tuyết lê trị liệu đã từ từ sắp đến hồi kết thúc nàng cảm nhận được tuyết lan trên thân vừa mới bạo ngược hàng khí đã bị tuyết tan kim liên khu trục một lần nữa ẩn nấp trở về sâu trong thân thể cuối cùng thật dài thở vào một cái dùng tay áo lau vệt mồ hôi lúc này bạch lộc thay tuyết lê chạy tới chạy lui hoạt động đến mấy lần nước rốt cục có thế nghỉ ngơi một hồi thuận tiện kỳ địa canh giữ ở tuyết lê bên người. Nàng thấy tuyết lê thuần thục sử dụng kia đóa kim liên, để tử lam nặng như vậy chứng bệnh đều bình phục lại, ngạc nhiên hỏi. Như vậy là được rồi sao? Cái này sói đến cùng là mắc bệnh gì nha, dạng này coi như chữa khỏi sao? Tuyết lê lúc này còn không có từ vừa rồi kéo căng trạng thái tinh thần bên trong khôi phục lại, nàng xoa xoa mình trên trán mồ hôi, lắc đầu giải thích nói. Còn không có trên người hắn hoạn chính là một loại gọi là lạnh bệnh trọng tật, rất nghiêm trọng, bình thường khả năng nhìn không quá ra, chỉ là so người bình thường sợ lạnh, nhưng một khi phát bệnh, liền sẽ giống vừa rồi như thế nguy cấp. Loại bệnh này phi thường cường đại mà phức tạp, ta vừa mới chỉ có thể coi là tạm thời chế trụ hắn trào ra hàng khí, nhưng hắn thể nội hàng sát chi khí số lượng nhất định phi thường khổng lồ, tận xương hàng khí đều không có triệt để thanh trừ, loại bệnh này về sau nhất định còn sẽ tái phạm lạnh bệnh làm hiếm thấy nghi nan nặng chứng, muốn hoàn toàn trị tận gốc tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Tuyết lê giá một lát trong đầu rối loạn, tuyệt không dám nói mình hoàn toàn chắc chắn. Mà lúc này đây, tử lam trong lòng cũng là một đoàn đầy rối, hắn dùng cặp kia thâm thúy sói mắt nhìn chầm chầm tuyết lê, còn không có hoàn toàn từ phát hiện tuyết lê dùng tuyết tan chi thuật trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn từ nhỏ đã rất để ý trên người mình hàng độc, đối tuyết tan chi thuật tự nhiên tương đương chú ý, mà hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới sẽ tại dạng này một cái tiểu tiên cảnh bên trong đụng phải có thể sử dụng tuyết tan chi thuật người, còn là hắn để ý nhất tiểu cửu vĩ hồ. Tử Lam nóng nảy, hắn hiện tại thực sự muốn cùng tuyết lê nói chuyện, muốn biết liên quan tới tuyết tan chi thuật kỹ lưỡng hơn tình huống, ngay cả một khắc đều không thể trì hoãn. Lúc này hắn thấy tuyết lê đang cùng bạch lộc đối thoại, hai người có qua có lại, có thể là thảo luận bệnh tình của hắn. Tử Lam trong lòng dừng lại, nhắm mắt lại, xem xét mình thần cảnh bên trong đồ vật. Hắn từ cửu trọng thiên bên trên mang đến, cất giữ trong thần cảnh bên trong thông ngữ hoàng, bây giờ còn thừa lại hai viên. Cân nhắc đến thông ngữ hoàng tại cái trong tiên cảnh khang hiếm tính, tử lam vốn là muốn lưu đến khẩn cấp nhất thời điểm dùng, nhưng bây giờ hắn thực sự nhẫn nại không nổi nữa. Nếu muốn nói thời điểm trọng yếu nhất, còn có cái gì có thể so sánh biết rõ ràng tiểu cửu vĩ hồ cùng tuyết tang chi thuật tình huống quan trọng hơn đâu lại nói tuyết lê cùng bạch lộc vừa mới trị liệu hắn các nàng hiện tại nói chuyện nội dung cùng bệnh tình của hắn tuyết tang chi thuật có liên quan khả năng rất cao nếu như về sau lại tìm cơ hội khả năng liền không dễ dàng như vậy gặp được trọng điểm nghĩ tới đây tử lam không do dự nữa hắn đem bên trong một viên thông ngữ hoàng lấy ra ngoài trực tiếp để vào trong miệng thông ngữ hoàng vào miệng tan đi, sau một khắc, tử lam bên tai thanh âm lập tức rõ ràng. Chương 25 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hắn nghe được tuyết lê cùng bạch lộc tiếng nói, hai người bọn họ quả nhiên ngay tại thảo luận bệnh tình của mình. Tuyết Lê đối tử Lam nơi đó phát sinh biến hóa không hề hay biết, nàng nói. Nếu như muốn đem cái này đại tuyết lan trên người hàng sát chi khí toàn bộ khu trừ, trừ đơn giản như vậy trị liệu, còn cần mấy loại dược liệu quý giá. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính lạnh bệnh, trước đó chỉ là từ gì nơi đó nghe nói qua mà thôi, nghĩ không ra so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hung hiểm. Út! Bạch Lộc không có sửa qua y đạo, nói với Tuyết Lê cái hiểu cái không, chỉ khéo léo gật gật đầu. Bất quá, cái này không trở ngại Bạch Lộc mỗi lần nhìn thấy Tuyết Lê tu luyện chữa thương, đều cảm thấy rất không tầm thường, lúc này nàng nhìn xem tuyết lê vừa mới dùng ra một đóa kim liên hai tay khâm phục mà nói bất quá tuyết lê ngươi vừa vặn lợi hại nha thiều di trước đó dạy ngươi tiên thuật ngươi vậy mà đã dùng đến tốt như vậy á tuyết lê đương nhiên biết nàng nói là tuyết tang chi thuật nếu là nói khác thì cũng thôi đi nghe xong bạch lộc thổi phồng đến mức là cái này tuyết lê lập tức xấu hổ đem tay giấu ra sau lưng trên đầu tuyết trắng lỗ tai cũng rủ xuống nàng bối rối ấy nấy mà nói. Không có không có. Ta cách gì thực sự kém đến quá xa. Tuyết tan chi thuật gì ba năm trước đó liền bắt đầu dạy ta, còn dạy ta rất nhiều lần, thế nhưng là ta không biết vì cái gì, đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng thành dạng này, thực sự hổ thẹn tại vì dạy bảo. Nói nói, tuyết lê ngay cả cái đuôi đều không có tinh thần đổ xuống tới. Thật sao? Bạch Lộc nghe nàng nói như vậy, lộ ra mê hoặc thần sắc tới nàng là cùng tuyết lê cùng nhau lớn lên hoàn toàn chính xác biết tuyết lê vừa mới bắt đầu học rất không thuận lợi sự tình bất quá nàng cũng không có giống tuyết lê thiều di như thế tu luyện y đạo không hiểu nhiều các nàng những sự tình kia chỉ phát biểu quan điểm của mình nói thế nhưng là ta cảm thấy ngươi dùng còn rất khá nha thiều di không phải cũng không nói gì thêm còn thường xuyên khích lệ ngươi đây vì khen ta là bởi vì nàng rất thương yêu ta không đành lòng để tự tin của ta gặp khó cũng không nhất định là ta thật sự không tệ. Tuyết Lê nghiêm túc cho nàng phân tích nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vì thường xuyên ra ngoài đi bên ngoài chữa bệnh từ thiện, đã nói với ta thế giới phi thường bao la, tại chúng ta tiên cảnh bên ngoài, vẫn còn thật nhiều người đều tu tập y đạo, ngay cả gì cũng không dám nói y thuật của mình đã là thượng thừa nhất. Nói đến đây, Tuyết Lê không khỏi có chút uể oải. Ta tư lịch còn thấp, nếu như rời đi tiên cảnh, giống ta loại trình độ này y tiên chỉ sợ có rất nhiều. Ta trừ tương đối cơ sở nội dung bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt đem ra được y thuật tiên thuật, hai năm này tốc độ tu luyện lại càng ngày càng chậm, chỉ sợ xem như phi thường phổ thông. Bạch Lộc cũng không biết tình huống bên ngoài là thế nào, nhưng nàng nghe tuyết lê giá nói gì, vội vàng an ủi nàng nói. Ngươi không cần khổ sở nha. Chí ít tại trong tiên cảnh, ngươi cùng thiều di chính là y thuật tốt nhất, tất cả mọi người rất tôn kính ngươi. Tuyết Lê cảm động đỏ mặt nói. Cảm ơn các ngươi, nhưng ta thực sự vẫn còn rất nhiều việc cũng không biết, vừa mới đụng phải đại tuyết lan hắn phạm lạnh bệnh, ta cũng chỉ có thể làm được cơ sở nhất sự tình. Nói, nàng dừng một chút, nói. Nếu là gì ở đây liền tốt, nàng khẳng định biết làm sao chữa cái này đại tuyết lan. Đối thoại ở nơi này im bặt mà dừng, còn lại câu lại biến thành không có quy luật âm tiết nhưng mà tử lam lúc này lại khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem tuyết lê nàng vậy mà cho là mình y thuật tính rất phổ thông tử lam mặc dù không phải y tiên nhưng hắn từ tiểu sinh bệnh cùng cửu trọng thiên bên trên y tiên tiếp xúc rất nhiều trong đó càng là không thiếu cửu trọng thiên vô cùng có danh vọng danh y cùng tu vi rất cao y tiên đạo quân chính tử lam không hiểu y thuật nhưng ngay cả như vậy hắn cũng có thể nhìn ra được tuyết lê y thuật dù cho phóng nhãn cửu trọng thiên bên trên cũng tuyệt đối là tương đương xuất sắc. Phải biết tuyết tan chi thuật trong thiên hạ cũng chỉ có thượng cổ liên tiên thiều âm tiên tử một người sẽ. Đây là khá cao cấp mà lại không lưu loát tiên thuật, đừng bảo là tốn hao ba năm liền có thể tụ ra một đóa kim liên. Bao nhiêu tiên quân y thánh từng leo lên núi tuyết chi đỉnh hướng thiều âm tiên tử thỉnh giáo, đều không thể thấy rõ mấu chốt trong đó. Xử lý lạnh bệnh càng là như vậy, Tử Lam trên cửu trọng thiên sinh hoạt 17 năm, cửu trọng thiên bên trên y tiên cũng chưa chắc có thể làm được so với nàng càng tốt hơn. Tuyết Lê Giá A tuổi trẻ liền có thể thuần thục dùng tuyết tan chi thuật tụ thành kim liên, thiên tư nói là kỳ tài ngút trời cũng không đủ, phóng nhãn toàn bộ tiên cảnh bên trên đều là độc nhất vô nhị, chớ đừng nói chi là nàng tại luyện chế tiên dược cùng sử dụng tiên thuật bên trên cũng tương đối thành thục, xem xét liền chịu qua tốt đẹp dạy bảo. Tử Lam nhận được chấn kinh không nhỏ, hắn lập tức vừa muốn đem cái này chân tướng nói cho tiểu cửu vĩ hồ. Thế là hắn kích động đứng lên, liều mạng khoa tay múa chân giải thích nói. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô ô. Tuyết lê cùng bạch lộc cùng một chỗ nhìn qua, nhưng các nàng đều không hiểu được cái này đại tuyết lan đột nhiên kích động đứng lên lại là vung trảo lại là vẫy đuôi ba còn dùng sức nhảy tới nhảy lui là có ý gì. Bạch lộc hỏi. Đại lang hắn làm sao rồi? làm sao đột nhiên hưng phấn như vậy? Tuyết Lê nghĩ nghĩ, hồi đáp. Có thể là phát hiện lạnh bệnh đã vượt qua, phi thường vui vẻ, tại nói lời cảm tạ đi. Bất quá, nhìn thấy cái này đại tuyết lan lại có thể nhảy nhót tưng bừng, tuyết lê cuối cùng trầm tĩnh lại. Nghĩ như thế, nàng biến trở về hồ thân, thừa dịp đại tuyết lan lúc ngừng lại, tại trên mặt hắn cọ sát, nói. Không khách khí ngao ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi đến ngươi có thể tự mình một cái nhân sinh sống. Tử Lam để ý không nghĩ tới thời điểm bị tiểu cửu vĩ hồ chạy tới cọ sát, bỗng nhiên cứng đờ, phía sau lưng kéo căng, chân tay luống cuốn lắc lắc cái đuôi. Nhưng ngay lúc này, tiểu cửu vĩ hồ giống như chợt nhớ tới cái gì, ở trước mặt hắn cố gắng luồn lên nhảy xuống, ngao ô ngao ô kêu. Tử Lam sững sờ, nhưng minh bạch nàng ý tứ, thuận tiểu cửu vĩ hồ ý nghĩ, một lần nữa tại cửa hiên bên trên nằm xuống. Tuyết Lê vừa mới nghĩ đến là Đại Tuyết Lan thương thế. Lạnh bệnh phát bệnh thời điểm tiến công tính rất mạnh, người bệnh bản thân tiên khí, huyết dịch vẫn còn nội tạng đều có thể sẽ thụ thương, huống chi cái này Đại Tuyết Lan bản thân liền rất suy yếu, toàn thân trên dưới đều có không khỏi hẳn vết thương. Tuyết Lê vội vã đem tử lam trên thân băng bó vết thương mở ra, trên người hắn không nghiêm trọng tổn thương đã gần như khỏi hẳn, băng gạt so với quá khứ ít đi rất nhiều nhưng mà tuyết lê đem hắn trên lưng tổn thương vải một mở ra quả nhiên phát hiện sau lưng của hắn kia đã nhanh muốn khép lại vết thương một lần nữa rách ra ra vết thương đã có huyết sắc chảy ra bất quá cũng may nàng lúc ấy phản ứng rất nhanh hiện tại tuyết lan tổn thương so tuyết lê dự đoán tình huống xấu nhất muốn tốt bạch lộc thấy tuyết lê thần sắc khẩn trương lo âu cùng một chỗ lại gần hỏi làm sao rồi rất nghiêm trọng sao? Tuyết Lê nói. Còn có thể. Nhưng là cái này sói đại khái lại có một đoạn thời gian không thể chạy. Hắn hiện tại còn giống như không có tìm sơn động dọn ra ngoài ở ý tứ, thương thế lại lần nữa biến thành dạng này, chỉ có thể lại cùng ta ở thêm một đoạn thời gian. Út! Nghe được tuyết lê quyết định để đại tuyết lan lại cùng với nàng ở một đoạn thời gian, Bạch Lộc đã có chút đồng tình, lại có một chút điểm đại tuyết lan lại có thể tối nay lại tiến rừng rậm may mắn. Đại tuyết lan bệnh tình quả thực không phải bình thường, các nàng cái này dày vò liền dày vò đến gần 2 canh giờ. Bạch Lộc Nguyên vốn là tìm đến tuyết lê cùng một chỗ chơi, lúc này gặp tuyết lê đã rất mệt mỏi, đại tuyết lan lại tự hồ muốn nghỉ ngơi dáng vẻ, nơi này tạm thời không có cái gì nàng có thể giúp đỡ chuyện. Bạch Lộc liền đối với tuyết lê đập mạnh đập mạnh móng tạm biệt, sau đó nhảy lên nhảy lên chạy. Tuyết Lê cũng mang theo Đại Tuyết Lan trở lại trong phòng. Tuyết Lê là lần đầu tiên liên tục thời gian dài như vậy sử dụng tuyết tan chi thuật, cái này tiên thuật không như bình thường thuật pháp, Tuyết Lê một hơi dùng hết đại lượng tiên lực, cũng không thể không trong nhà hảo hảo tu dưỡng hai ngày. Tử Lam không biết được hắn bị đuổi ra khỏi nhà thời gian lại may mắn tại Tuyết Lê trong lòng bị kéo dài thời hạn, tâm tình ngược lại là có chút vui sướng. Mặc dù hắn lại không thể chạy loạn nhưng bởi vì lúc này chỉ là có chút khó khăn trắc trở chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục lại lúc đầu trình độ tử lam cũng không có lo lắng quá mức ngược lại tương đối cao hơn tiểu cửu vĩ hồ hai ngày này cũng không cùng tiểu động vật nhóm ra cửa hai người bọn họ có thể một mực đơn độc đều ở nhà tính đến hắn từ cửu trọng thiên bên trên đến rơi xuống kia một lần đây đã là tiểu cửu vĩ hồ lần thứ hai cứu hắn mệnh tử lam trong lòng càng thêm cảm kích chấn động báo ân suy nghĩ cũng càng thêm mãnh liệt. Thế là hắn hai ngày này chuyên tâm tận sức tại chậm rãi đi theo tuyết lê đằng sau, giúp nàng tha đồ vật, theo nàng ăn cơm, giúp nàng ăn củ cải, vẫn còn thử đem tiểu cửu vĩ hồ đoàn ngủ chung. Tuyết lê đối cái này sói một mực đi theo nàng sự tình vẫn cảm thấy có chút kinh dị, chủ yếu phụ trách tại đại tuyết lan đi theo nàng thời điểm trong nhà cực nhanh đổi tới đổi lui, vẫn còn tại hắn áp sát quá gần bị dọa xù lông thời điểm ngao ngao kêu đánh hắn. Ngày hôm đó, tuyết lê tinh thần khôi phục được không sai biệt lắm, nàng từ trong phòng chạy đến, từ trong hộp tủ cầm quyển sách, bày trên mặt đất tỉ mỉ được xem xét. Nàng đối đại tuyết lan trên người lạnh bệnh phi thường để ý. Loại bệnh này nàng trước kia tại trong tiên cảnh chưa từng gặp qua, vì cũng đã nói đây không phải tùy tiện là có thể trị tốt bệnh. Tuyết lê kỳ thật không phải rất có nắm chắc, vì bây giờ không có ở đây trong tiên cảnh, bất quá nàng cũng muốn tại có thể cam đoan đại tuyết lan khỏe mạnh điều kiện tiên quyết tận lực đủ khả năng trị trị nhìn thế là tuyết lê tìm ra trước kia nàng theo gì lúc tu luyện làm ghi chép bản chép tay mở ra tỉ mỉ tìm đại tuyết lan đi theo bên người nàng thấy tuyết lê ngồi tại địa phương lật sách cũng quy củ tại bên cạnh nàng ngồi xuống cúi đầu cùng nàng cùng một chỗ nhìn tuyết lê không lâu đã tìm được có quan hệ lạnh bệnh nội dung nàng từng tờ một nghiên cứu đồng thời cũng đơn giản ngậm bút đã làm một ít mới trích yếu, rất nhanh trong lòng liền có ý nghĩ. Lấy nàng tình huống hiện tại, cũng hẳn là có thế đại khái trị liệu một chút cái này đại tuyết lan, chí ít có thể khống chế lại để hắn tại đúng hạn uống thuốc trị liệu tình huống dưới, mấy tháng sẽ không phát bệnh. Muốn trị tận gốc kỳ thật cũng có thể thử một chút. Nhưng nếu như muốn trị tận gốc, trên tay nàng kém một mực rất dược liệu quý giá. Chương 26 26 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Huyền ngày diễm quả Nghe đồn tại huyền huy mặt trời mọc chỗ, có một viên thượng cổ thần mộc, tên là diễm cây. Nó sinh ở ánh nắng sáng ngời nhất cường thịnh mây đỉnh cao thấp bên trên, tắm rửa thần ngày chi hoa, 100 năm kết một lần thần quả. Cái này quả đối người bình thường đến nói kỳ thật không có gì đại dụng, cũng không tốt ăn, muốn nói đến thăng tu vi, trong tiên cảnh còn nhiều, rất nhiều tiên thảo linh quả nhưng loại trái này đối tuyết lê giá dạng y tiên đến nói liền không đồng dạng. Đây là một loại rất thưa thất dược liệu, có thể làm ra cực kỳ hữu hiệu linh dược. Diễm quả là diễm cây hấp thụ ban ngày ánh mặt trời hoa kết xuất trái cây, nghe nói chỉ là chạm đến liền có thể cảm giác được ấm áp, ấm áp mà không phỏng tay, lại nhiệt độ quanh năm không tắt, có thể xua tan hàng khí. Mà lại loại hàng khí này không là bình thường hàng khí, mà là có tính công kích hàng sát chi khí, giống như là đại tuyết lan trên người lạnh bệnh, diễm quả liền sẽ đối với hắn phi thường hữu dụng. Bản chép tay bên trên trị liệu lạnh bệnh cần cái khác dược liệu, kỳ thật tuyết lê có mấy dạng đều không lấy được tay, nhưng nàng có thể dùng trong tiên cảnh có thảo dược tốn chút tâm tư làm phối phương thay thế, chỉ có loại này cùng nhật huy cộng sinh diễm quả, tuyết lê thật nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Tuyết lê ngậm bút, phiền não cao mày, móng vuốt nhỏ vô ý thức tại trên giấy biên độ nhỏ đập gõ. Tử Lam ở bên cạnh yên lặng nhìn chầm chầm nàng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng nhìn một chút sắc trời. Đợi đến sắc trời rốt cục tối xuống, Tử Lam không kịp chờ đợi cúi đầu xuống, ngao ô một ngụm đưa nàng điêu. Ngao ô ngao ô ngao ô. Tiểu cửu vĩ hồ nguyên bản đọc sách thấy chính chuyên chú, đột nhiên bị điêu rời đất mặt, dọa đến bốn cái móng vuốt điên cùng bay nhảy, dùng sức giải dụa. Nhưng mà Tử Lam cảm thấy hiện tại đã là tiểu cửu vĩ hồ giờ ngủ, cũng không có buông nàng ra ý tứ, ngược lại bước đi nhẹ nhàng, hí ha hí hững mà đưa nàng điêu về trong ổ, một tay lấy nàng đặt ở trong ngực đoàn ở. Tuyết lê đột nhiên lại bị đoàn ở, tức giận đến ngao ngao kêu to, trên người đại tuyết lan cào hai lần. Tử Lam ôm nhu mà nhìn xem nàng, sau đó liếm lấy nàng một ngụm. Tuyết lê. Tử Lam hai ngày này một mực tại suy nghĩ hắn dùng thông ngữ hoàng nghe được sự tình. Tuyết Lê cùng Bạch Lộc kia đoạn đối thoại nhìn như bình thường vụn vặt, trên thực tế nội dung rất lớn, từ bên trong có thể phân tích ra không ít trọng yếu tin tức. Đầu tiên tiểu Cửu Vĩ Hồ đích thật là cái y tiên, từ nhỏ tập y, mà lại nàng tính cách nghiêm túc hướng lên, đối với mình yêu cầu rất cao. Nàng mặc dù biết trị liệu lạnh bệnh phương pháp, sẽ tuyết tan chi thuật, nhưng là bởi vì một ít điều kiện khách quan hạn chế, tiểu Cửu Vĩ Hồ tựa hồ còn không thể giúp hắn hoàn toàn chữa trị lạnh bệnh từ hắn phát bệnh ngày đó về sau tiểu cửu vĩ hồ liền thường xuyên thời gian dài ở bên ngoài đọc sách còn làm không ít bút ký kết hợp các nàng ngày đó đối thoại tử lam không khó đoán ra tiểu cửu vĩ hồ nên là đang vì hắn lạnh bệnh nghĩ biện pháp tử lam đương nhiên rất cảm động tiểu cửu vĩ hồ vì hắn cố gắng như vậy bất quá hắn quan tâm hơn tiểu cửu vĩ hồ thân thể phát hiện tiểu cửu vĩ hồ có thể trình độ nhất định khống chế lạnh bệnh vì hắn tại phát bệnh lúc xua tan hàng sát chi khí Tử Lam đã rất cao hứng, có thể nói nội tâm không có gì sánh kịp kích động. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, hai ngày này tiểu cửu vĩ hồ thời gian ngủ rõ ràng so bình thường ít, một mực tại đọc sách, nhất là ban đêm, thường xuyên nghiên cứu bản chép tay sách đến đêm khuya. Tử Lam thuở nhỏ thân thể không được tốt, là mười phần chú ý quản lý làm việc và nghỉ ngơi, hắn thấy tiểu cửu vĩ hồ dạng này quá không khỏe mạnh, sẽ để cho nàng sinh bệnh, cho nên cố ý sớm thủ tại chỗ này, chờ đến đúng lúc liền đem tiểu cửu vĩ hồ điêu đi đoàn, để nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Trừ tiểu cửu vĩ hồ sự tình bên ngoài, tiếp theo tiểu cửu vĩ hồ cùng Bạch Lộc trong lúc nói chuyện với nhau, còn có một việc để hắn để ý. Thiều Di Người này là Tử Lam lần đầu tiên nghe nói, cứ việc nghe thấy như thế một cái tên, Tử Lam thậm chí không thể xác định, Thiều Di, cái này, Thiều, chữ đến cùng là một chữ nào, nhưng chỉ là như thế một cái xưng hô, lại thêm tuyết lê tuyết tan chi thuật, thực sự rất khó để người không nghĩ đến trong truyền thuyết thiều âm tiên tử. Cái này thiều di nghe vào là tiểu cửu vĩ hồ trưởng bối, lão sư, mà lại rất có thể chính là cùng tiểu cửu vĩ hồ cùng ở người. Tiểu cửu vĩ hồ phi thường tôn kính nàng. Bất quá, nếu như cái này thiều di thật là thiều âm tiên tử, tử lam liền muốn phi thường giật mình. Phải biết thiều âm tiên tử nguyên hình là thượng cổ tuyết liên, sinh ở nơi cực hàng núi tuyết chi đỉnh, bản thân liền là một mực dùng trân quý quý báu đều khó mà hình dung dược liệu. Nàng chân thân niên kỹ khả năng tại hai vạn tuổi trở lên, nhưng ước chừng là tại 8.000 năm trước mới có thời cơ mở linh trí hóa ra hình người, nàng hóa hình chính là tiên hồn thần thân, trời sinh thông hiểu kỳ hoàng chi thuật, sau khi biến hóa liền đem mình ở lại núi tuyết dời đến cửu trọng thiên bên trên, từ đây định cư tại tiên giới. Thiều âm tiên tử một vạn hai ngàn năm hóa hình, tại tiên giới có thể nói là bỏ ra thời gian tương đối dài, nhưng lợi hại chính là nàng tu luyện phía trước, thành hình ở phía sau, không trải qua thiên kiếp liền thành tiên thân, có thể nói là thiên đạo chiếu cố, thiên mệnh như thế. Nàng chân thân quý giá như thế, lại thêm hai vạn năm tuổi thật, cùng 8.000 tuổi tắc tiên linh, bây giờ phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cũng là được người tôn kính đại tiền bối. Thiều âm tiên tử trời sinh thiện trung y, y thuật của nàng tại tiên giới cũng là như sấm bên tai, nếu muốn nói đến hạnh lâm thánh thủ, người của tiên giới khẳng định cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến thiều âm. Nàng như xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Nhưng thiều âm tiên tử thành tiên về sau, lâu dài đều chỉ ở tại mình đảng sinh trên đỉnh núi tuyết nghiên cứu y thuật, tỷ thế ẩn cư, cực ít đi ra ngoài, cũng chưa từng thu qua đệ tử. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có người của tiên giới tới cửa lĩnh giáo y thuật hoặc là mang theo hài tử tới cửa thỉnh cầu bái sư học nghệ nếu là có người tới cửa lĩnh giáo, thiều âm tiên tử đối có thể trả lời vấn đề, đều biết đều nói, biết gì nói nấy. Nhưng nếu là tới cửa bái sư, thiều âm tiên tử chưa từng có ứng qua, nói là mang đệ tử quá mức hao phí tâm lực, sẽ ảnh hưởng nàng chuyên tâm nghiên cứu y đạo, bởi vậy cự tuyệt, cho nên tuyết liên phong bên trên, 8.000 năm qua còn chưa bao giờ có một người đệ tử. Mà bây giờ, thiều âm tiên tử đã hạ phàm lịch kiếp gần 40 năm, như tiểu cửu vĩ hồ trong miệng, Thiều Di thật là hạ phàm lịch kiếp thiều âm tiên tử, nàng rất có thể chính là thiều âm 8.000 năm qua đầu một cái đại đệ tử. Tử Lam dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem cái này đợi đến thiều âm tiên tử lịch kiếp trở về lúc, bối phận địa vị khả năng nháy mắt liền muốn nhất phi trùng thiên tiểu bạch hồ cầu. Mà vị này kinh thiên động địa cửu trọng thiên hạnh lâm thánh thủ y đạo thứ nhất tiên thiều âm tiên tử danh nghĩa 8.000 năm qua đệ nhất nhân thủ tịch đại đệ tử, lúc này chính khí được nhảy tới nhảy lui ngao ngao gọi, liều mạng cào tử lam trên người lông tuyết lê ảo não dùng sức cào hắn nói thả ta ra ngươi mau buông ta ra ngao 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 ô đại tuyết lan thực sự quá lớn một con bị hắn quay lại thời điểm tuyết lê rất khó chạy ra ngoài còn muốn bị sói vây quanh trong lòng rùng mình chi tình khó nói lên lời nàng thật không nghĩ tới tiện tay cứu một con sói cái này sói liền sẽ dính nàng dính đến nước này Tuyết lê tức giận đến xù lông, toàn bộ tiểu mau cầu tức giận đến xỏa tung không ít, nhìn lớn con một chút xíu. Vì đầy đủ biểu đạt phẫn nộ của mình chi tình, nàng phồng lên lông hung đại tuyết lan nói. Ngao ngao. Ngao ngao ngao. Đại tuyết lan cẩn thận từng ly từng tí đoàn lấy tuyết lê. Hai ngày này rét tháng ba còn không có quá khứ, ban đêm là thật lập tức so với ban đầu lạnh rất nhiều, rất dễ dàng cảm lạnh lúc này tử lam rất xác định mình vừa mới phạm vào một lần lạnh tật gần nhất chắc chắn sẽ không tái phạm bởi vậy đặc biệt cẩn thận che chở tuyết lê cho nàng sưởi ấm thế là một màn này rơi ở trong mắt đại tuyết lan tử lam liền thấy một con hoạt bát đáng yêu tiểu cửu vĩ hồ ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui thỉnh thoảng đem lông dựng thẳng lên đến trống thành một đoàn nhìn rất cao hứng bộ dáng nàng khéo léo ngao ngao gọi còn dùng móng vuốt nhỏ ở trên người hắn đánh tới vỗ tới tuyết lê cũng sợ thật làm bị thương đại tuyết lan vết thương trên người cho nên mặc dù tại rất dùng sức cào hắn nhưng trên thực tế cũng thu tay lại không có dùng ra toàn lực tử lam nghiêm túc nhìn xem tiểu hồ ly cầm móng vuốt nhỏ đập hắn suy tư một chút đây cũng là tiểu hồ ly rất muốn cùng hắn chơi ý tứ bởi vậy cũng nâng lên một cái móng vuốt đưa tới đặt ở tiểu cửu vĩ hồ ngay dưới mắt tại nàng chụp được móng vuốt nhỏ thời điểm vừa vặn có thể để nàng dán tại mình vuốt sói bên trên cùng tiểu cửu vĩ hồ ba đánh cái trưởng tuyết lê tiểu cửu vĩ hồ tức điên lên đem mình kìm nén đến một hơi buồn bực tại ngực ba ba lại dùng sức đập hai lần đại tuyết lan móng vuốt sau đó nâng lên đại tuyết lan dùng để vòng cái đuôi của nàng cưỡng ép từ cái đuôi của hắn dưới đáy chui ra cực nhanh chạy lên giường đem mình đoàn trên giường phụng phiệu tử lam vốn là không có nhất định phải vây khốn nàng không thể ý tứ thấy tiểu cửu vĩ hồ chạy đi còn không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ ngủ, mê mang sai lệch hạ đầu, trong lòng có chút thất lạc. Hắn là thật có thể cảm giác được đêm nay không khí thật lạnh, lại từ chạng vạn tối bắt đầu, sắc trời bên ngoài liền âm hiểm, mơ hồ có tiếng sấm rền, có thể là trời muốn mưa. Hiện tại là cuối mùa xuân, cách nhập hạ rất gần, rét tháng 3 cùng hạ dông tố đều là chuyện rất bình thường. Tử Lam thấy tiểu cửu vĩ hồ không nguyện ý đoàn lấy ngủ sưởi ấm, nghĩ nghĩ, đành phải lo lắng lại đi lật ra một giường chăn mền, điêu tới nhẹ nhàng đắp lên tiểu hồ cầu cũng kia một đoàn bên trên, đưa nàng che phủ càng chặt chẽ chút. Ngoài phòng có thể thu lên đồ vật, hắn cũng đã sớm thu lại, tử lam lại đi ra ngoài kiểm tra một lần, chờ xử lý tốt hết thảy về sau, lúc này mới trở lại trong phòng an tĩnh nằm ngủ. Bất quá bởi vì sợ nhỏ tuyết lê ban đêm đông lạnh, hắn vẫn là cố ý ngủ được cách tiểu cửu vĩ hồ cửa phòng rất gần, canh giữ ở bên ngoài giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới nửa đêm ầm ầm tử lam là bị một tiếng to lớn sấm vang đánh thức tại hắn mở mắt ra thời điểm vừa hay nhìn thấy bên ngoài sáng lên một đạo to lớn lôi điện quả thực đem bầu trời chiếu lên trong suốt trong phòng ngoài phòng phong cảnh bởi vậy vừa hiện ngoài cửa sổ là ào 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 tiếng mưa rơi lại lớn lại nặng hạt mưa nghiêng nghiêng ba ba đánh vào nóc nhà cửa sổ vẫn còn thổ địa bên trên gió đem đóng chặt cửa sổ thổi đến lung la lung lay phát ra cùng cục cùng cục tiếng vang. Tử Lam thấy thế dừng lại, không khỏi nhào gấp lông mày. Tầng dưới tiên cảnh mặc dù thời tiết mùa biến hóa cùng thế gian rất giống, nhưng là bình thường đến nói đều là rất ôn hòa, ấm áp thoải mái trời nắng càng nhiều, trời mưa cũng là mát mẻ mưa phùn, dù cho ngẫu nhiên xét đánh cũng sẽ là buồn buồn sấm mùa xuân, giống đêm nay dạng này thanh thế thật lớn khí trời ác liệt vô cùng ít thấy. Tử Lam cao mày, có chút lo lắng tuyết lê, dự định đi xem một chút nàng. Nhưng mà đang lúc hắn sắp đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối có cái tiểu bạch nắm lóe lên. Ngao ô! Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy có một đoàn hồ ly khẽ gọi một tiếng, sau đó cực nhanh một đầu đâm vào lông của hắn bên trong trốn đi. Chương 27 27 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tử Lam sửng sốt, thời gian một cái nháy mắt trong ngực liền tự động nhiều một cái tiểu mau cầu, mà lại chăm chú dán hắn bên bụng. Tử Lam chần chờ, cúi đầu nhìn nàng. Chỉ thấy tiểu cửu vĩ hồ sợ co rúng lại tại lông của hắn bên trong, cuộn thành một đoàn, trung lẫy bẫy. Nàng dùng chính cái đuôi bao lấy mình, lỗ tai chặt chẽ dán đầu. Ngay lúc này, bên ngoài sấm rền ẩn ẩn tại trong mây trầm đục vài tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng, ầm ầm. Ngao ô! nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy tiểu cửu vĩ hồ rõ ràng khủng hoảng lợi hại hơn, nàng kịch liệt trung một cái, sau đó liều mạng hướng tử lam trong ngực co lại, dùng hết khả năng gián hắn, nàng chết từ từ nhắm hai mắt, nhưng thân thể vẫn là rõ ràng phát trung. Tử lam không nghĩ tới sẽ thấy tiểu cửu vĩ hồ cái dạng này, hắn dừng một chút, mới thăm dò dò hỏi. Ngươi sợ xét đánh. Không cần trả lời, tiểu cửu vĩ hồ dáng vẻ đã rõ ràng nói cho tử lam đáp án. Tuyết lê giá lúc nghe được đại tuyết lan thanh âm, nhưng nàng không dám mở mắt, chỉ thuận có thể làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn một điểm địa phương dùng sức chui, đem mình chôn ở bên trong. Nàng đích xác sợ sấm đánh. Dì đã từng nói với nàng qua, nàng nhặt được nàng ngày đó là cái tương đối kịch liệt mưa gió ngày. Khi là một cái giữa hè, bạo ngược dông tố càng quét nhân gian, ba ngày giống như nửa đêm đen, tiếng sấm giống như nổi giận trống trận, cùng phong kẹp lấy mưa to đều tới, Trả rít không thấy ánh mặt trời. Ngày đó đối gì đến nói cũng không phải cái gì tốt thời gian, vì nói nàng ngày đó bị đuổi ra khỏi sư môn, toàn thân trên dưới trừ quần áo, chỉ còn lại sư phụ cho một thanh ngay cả ngăn cản mưa gió đều cực lực của cây dù. Vì một thân một mình tại mưa to bên trong rèn luyện tiến lên, sau đó liền gặp còn tại trong tả lót nàng. Theo dì nói, kia vốn là nàng đối người tâm thất vọng nhất một khắc này, nàng bản cũng không định thu dưỡng nàng, dù sao gì tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thực sự bất lực lại cứu trợ một con tuổi nhỏ tiểu hồ ly. Nhưng mà nàng chung quy là qua không được trong lòng mình một cửa ải kia, động lòng trắc ẩn. Nghe nói gì nhặt được nàng thời điểm, nàng đã thoi thóp. Cũng may kịp thời tìm được cái này thuộc về nàng tiểu tiên cảnh, nhưng ngay cả như vậy, trở lại tiên cảnh sau nàng cũng bệnh nặng một trận, nuôi mấy tháng mới dưỡng tốt. Dì nói tới sự tình, tuyết lê lúc ấy niên kỹ quá nhỏ, đã một chút đều không nhớ rõ, nhưng nàng hoàn toàn chính xác từ nhỏ đã rất sợ xét đánh. Khi còn bé cho dù là một điểm rất nhẹ tiếng sấm, nàng đều sẽ dọa đến nhảy dựng lên, nửa đêm chạy tới tiếng vào gì trong ngực. Tiếng sấm cho nàng một loại rất cảm giác bất lực. Mỗi khi loại thời điểm này, dì đều sẽ ôm nhu ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng phía sau lưng, dùng thanh âm êm ái hống nàng. Tại dì trong ngực, đáng sợ tiếng sấm giống như sẽ thu nhỏ, nàng có thể dần dần an ổn ngủ mất. Mà bây giờ gì không tại trong tiên cảnh. Lúc này tiếng sấm, là tuyết lê có ký ức sau có sự đến nay lớn nhất, tại trong tiên cảnh nàng chưa từng thấy qua như thế lớn dông tố, ầm ầm không dứt tiếng sấm cùng bóng đêm đen kịp để tuyết lê không khỏi liên tưởng đến gì nói qua nhặt được nàng cái kia thời gian. Tại sấm vang lần thứ nhất thời điểm, tuyết lê liền bị bừng tỉnh. Nàng tại không chỗ có thể trốn kinh lôi tiếng vang bên trong sợ hãi đến muốn mạng, hoàn thân phát trung, liều mạng tìm địa phương ẩn nút. Vì không ở nhà, nàng chỉ có thể chạy vội tới cách nàng gần nhất tín nhiệm người nơi đó. Mặc dù bình thường Tuyết Lê thường xuyên ghét bỏ Đại Tuyết Lan cuốn lấy nàng quá gấp, nhưng Đại Tuyết Lan đã chứng minh mình sẽ không tổn thương sinh linh. Bọn hắn bình thường cùng một chỗ ở chung, Đại Tuyết Lan theo nàng nghỉ ngơi, giúp nàng tha đồ vật, ăn củ cải sự tình cũng đều không phải giả. Tuyết Lê trên thực tế không có khả năng đối với hắn hoàn toàn không có thân cận, cho nên tiếng sấm một vang nàng lập tức liền chạy vội tới một đầu đâm vào đại tuyết lan dưới lông đại tuyết lan lông rất dày hắn lại rất lớn thật ấm áp tuyết lê chui vào về sau hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia cảm giác an toàn ngoài cửa sổ mưa gió vẫn như cũ nàng chưa phát giác liều mạng hướng tuyết lan bên người tránh tử lam thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú co lại trong ngực hắn tiểu cửu vĩ hồ tiểu hồ ly rất rõ ràng rất sợ phía ngoài tiếng sấm sấm vang buồn bực một tiếng, nàng liền run lợi hại hơn mấy phần, tiểu hồ ly vốn là rất nhỏ một con, dạng này run rẩy, nhìn lên càng thêm đáng thương. Tử Lam nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người sang đi, đưa nàng đoàn, sau đó yên lặng vòng ra cái đuôi, cúi đầu xuống. Tuyết lê nguyên bản chính rung động đến kịch liệt, ngoài cửa sổ không ngừng nổ vang tiếng sấm cùng lấp lóe điện quang đều để nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng ngay lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy có đồ vật đè ép xuống, tuyết lan cuộn tròn qua thân, giống bình thường như vậy che lại nàng, đồng thời, dùng cái đuôi cùng vuốt sói cẩn thận che lại lỗ tai của nàng. Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, tựa như mưa thật đột nhiên nhỏ một chút, tiếng sấm cùng mưa to âm thanh phản phất đều đã đi xa. Tuyết lê kinh ngạc, kinh ngạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy che chở nàng đại tuyết lan, cẩn thận vòng thân thể của nàng, đang dùng sói mắt lo âu nhìn qua nàng hắn che lại nàng lỗ tai động tác rất tinh tế, lực đạo dùng đến phi thường nhẹ, rõ ràng là cố ý gây nên. Đại tuyết lan không nói gì, thế nhưng là tuyết lê có thể cảm giác được sự quan tâm của hắn cùng sầu lo. Tuyết lê co quắp xê dịch móng vuốt, có chút ngượng ngùng. Nàng nói, cảm ơn ngươi ngao, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Tử Lam nghe không hiểu Tuyết Lê nói chuyện, nhưng hắn nhìn Tuyết Lê thần thái tình trạng, liền biết tiểu cửu vĩ hồ nên là tốt lên rất nhiều phương pháp có hiệu quả hắn đáp lại nói ngươi không có việc gì liền tốt đi ngủ sớm một chút đi tuyết lê bị tử lam che được nghiêm nghiêm thật thật ngay cả sát gần như vậy đại tuyết lan nói chuyện đều nghe được không phải rõ ràng cũng may không ngại nàng là biết đại tuyết lan hẳn là nguyện ý để nàng ngủ ở nơi này đại tuyết lan tư thế kỳ thật rất khó chịu hắn lại phải giúp nàng bịt lỗ tai lại đưa nàng đoàn ở bên trong tuyết lê nghĩ đến nếu như đổi lại nàng đến bày cái tư thế này đi ngủ đoán chừng cả đêm cũng sẽ không rất dễ chịu tuyết lê thẹn thùng lắc lắc cái đuôi khéo léo tại đại tuyết lan bên người nằm xuống tới trốn ở lông của hắn bên trong đoàn thành một cái tiểu bạch mau cầu sau đó ở trên người hắn từ từ biểu đạt lòng cảm kích của mình tử lam bị tuyết lê cọ được sững sờ lông trắng dưới đáy hơi ửng đỏ mặt tuyết lê chủ động nguyện ý tới cùng hắn cùng một chỗ đoàn lấy ngủ kỳ thật rất khó khăn được mặc dù là bởi vì sét đánh nhưng tử lam khó mà khắc chế mình nội tâm nhảy cẩn hắn nhất định phải trân quý cơ hội này đem tiểu cửu vĩ hồ đoàn được ấm áp dễ chịu để nàng vượt qua thoải mái dễ chịu mà an toàn một đêm nghĩ như vậy tử lam đột nhiên tràn đầy nhiệt tình nói làm liền làm hắn vội vàng phối hợp với tiểu hồ ly trạng thái một lần nữa điều chỉnh tư thế đưa nàng kỹ càng bọc lại cam đoan nghe không được một chút thanh âm cũng không nhìn thấy phía ngoài điện quan tiểu cửu vĩ hồ bị đại tuyết lan bảo hộ ở trong ngực không lâu liền có bối rối đại tuyết lan trong ngực rất ấm áp bị xỏa tung lông sói che chở vừa mềm lại an toàn đại tuyết lan đưa nàng đoàn rất chặt lại che lỗ tai tiếng sấm hoàn toàn bị ngăn trở bên ngoài tuyết lê bỗng nhiên có chút mơ hồ cảm thấy dạng này đi ngủ giống như cũng không tệ nàng cảm giác mình tựa như là đi tới cảng tránh gió tuyết lê thoải mái mà ngáp một cái tại lông sói bên trong mông lung nhắm mắt lại một khắc đồng hồ sau tuyết lê nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá tuyết lê sống sờ sờ bị nóng tỉnh nàng lúc này đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng nàng cùng cái này đại tuyết lan nhìn màu lông liền biết hai người tổ tiên tại thành tiên thoát phàm đem đến tiên cảnh trước đó tám thành đều là sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa thiên hàng khu vực, dày đặc sốt 2 tầng khoác lông đủ để chống cự mùa đông có thể sẽ có cực hàng thời tiết. Tiên cảnh khí hậu mặc dù phi thường nghi nhân, tuyết lê bình thường cũng không có cảm thấy chỗ nào khó chịu, nhưng giờ này khắc này, chính nàng bản thân liền là một cái ấm áp hai tầng khoác lông, lại thêm đại tuyết lan như thế một cái ấm áp hai tầng lông sói. Hai người bốn tầng lông còn muốn tăng thêm nhiệt độ cơ thể mùa xuân trời đoàn được như thế chặt chẽ, giữ ấm hiệu quả có thể so với đặt mình vào hỏa lô, tuyết lê nóng đến đều nhanh mộng. Nàng mặc dù rất cảm kích đại tuyết lan tâm ý, nhưng lúc này cũng nóng đến không lo được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian khét đại tuyết lan hai móng vuốt, dãy dụ lấy để hắn đoàn lỏng điểm. Tử Lam cảm thấy mình đoàn tốt mau cầu tại dùng sức nhíp tới nhíp lui, mê mang mà đưa nàng buông lỏng ra điểm. Tử Lam ngược lại là không có quá lớn cảm giác, hắn là bên ngoài kia một vòng, không có tuyết lê loại kia bốn tầng lông hiệu quả huống hồ hắn thể chất đặc thù lạnh bệnh khiến cho hắn đối nhiệt lượng yêu cầu phi thường cao ngược lại cảm thấy mình ôm cái ấm áp dễ chịu tiểu hồ ly rất dễ chịu bất quá tiểu cửu vĩ hồ động được lợi hại như vậy hắn vẫn là đem tiểu cửu vĩ hồ buông ra chút nhưng mà đại tuyết lan đem tuyết lê buông ra lỗ tai cũng che được không có chặt như vậy thực ngoài cửa sổ đúng lúc một cái sấm rền hiện lên tuyết lê lại dọa đến, ngao, một tiếng vội vàng giấu về tử lam dưới lông phát trung. Tử lam tranh thủ thời gian lại đem tiểu cửu vĩ hồ đoàn. Một lát sau, tuyết lê vừa nóng được chịu không được, lại lần nữa nhảy dựng lên cào sói. Đại tuyết lan liền lại đưa nàng buông ra. Sau đó tuyết lê lại bị bạo lôi âm thanh dọa đến chui trở về. Đại tuyết lan lại đưa nàng đoàn. Mưa to hạ một đêm, hai người cứ như vậy dày vò hơn phân nửa canh giờ, cuối cùng tuyết lê rốt cục mệt mỏi không được, ngay cả bên ngoài đến cùng có hay không tiếng sấm đều không có khí lực chú ý, cũng không biết còn nóng không nóng, dù sao dựa vào trên người đại tuyết lan tình trạng kiệt sức ngủ say sưa lấy. Tử Lam hài lòng nhìn xem dựa vào trên người mình tiểu cửu vĩ hồ, đụng lên đi nhẹ nhàng liếm lấy nàng một ngụm, nhốt chặt nàng, cũng nhắm mắt lại ngủ thật say. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm. Mưa to đã qua, nước mưa không ngừng tích tắc từ trên mái hiên thấp xuống, bầu trời xanh như mới rửa. Tuyết lê mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó từ lông sói bên trong nhảy ra, tâm tình phức tạp nhìn trước mắt đại tuyết lan. Thẳng thắn nói, nàng vốn là không quá ưa thích đại tuyết lan một mực tại đằng sau đi theo nàng, còn rất lo lắng hắn tương lai không chịu chuyển không đi ra. Nhưng đêm qua cứ việc khó khăn trắc trở rất nhiều, lại đích thật là nàng thụ đại tuyết lan chiếu cố nàng đột nhiên cảm giác được trong nhà nếu như một mực có con sói ở khả năng cũng không xấu nếu như đại tuyết lan hay là không muốn đi cũng không thể xem như chuyện xấu mà lại đại tuyết lan đối nàng tốt như vậy tuyết lê cũng không phải hoàn toàn không có dao động có đôi khi làm quyết định trọng yếu chính là muốn xúc động khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán có lẽ nàng là thời điểm nuôi một con lan về phần gì bên kia có thể chờ gì trở về lại cùng với nàng thương lượng, dù sao sói nơi ở, luôn sẽ có biện pháp. Tuyết lê lòng tràn đầy xoắn suýt, bất an vừa đi vừa về bày biện cái đuôi. Tử Lam vào đúng lúc này thức tỉnh, hắn tỉnh táo lại, liền phát hiện trong ngực tiểu hồ ly không có, đang muốn mảnh kinh, liền thấy tiểu cửu vĩ hồ đang ngồi ở trước mặt ngũ vị hỗn hợp mà nhìn xem hắn. Tuyết lê châm trước cả buổi, rốt cục trịnh trọng đối với hắn nói. Ta nghĩ kỹ ngao đêm qua phi thường cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là thật muốn một mực ở nơi này, liền ở đi. Chờ gì sau khi trở về, ta lại thương lượng với nàng nhìn xem có thể hay không cho ngươi ở bên cạnh đơn độc xây cái lớn một chút phòng. Ngươi bây giờ trước hết cùng ta ở, tạm thời hết thảy đều giống như trước kia. Ngươi về sau nếu như cải biến ý nghĩ, muốn dọn nhà, liền đến thời điểm lại chuyển đi. Dạng này liền tương đương với vô kỳ hạn thu lưu đại tuyết lan ở cùng nhau, quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho đại tuyết lan trên tay. Tử Lam nhìn xem tuyết lê mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mơ hồ hiểu được nàng khả năng nói cái gì chuyện rất trọng yếu, nghi hoặc sai lệch hạ đầu. Bất quá dù sao nghe không hiểu, Tử Lam không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng nhìn tuyết lê biểu lộ không giống lắm là xấu, thế là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm lấy nàng một ngụm. Ngao ô! Tuyết lê bị liếm lấy rung lẫy bẫy lông. Bất quá nàng đem những lời này nói ra về sau, toàn bộ hồ ly cũng dễ dàng rất nhiều, nhìn Đại Tuyết Lan cũng so với quá khứ càng thân cận. Nàng vui sướng nhào tới, nhảy đến Đại Tuyết Lan trên móng vuốt, liếm liếm mặt của hắn, biểu thị thân mật. Đại Tuyết Lan sự tình cứ như vậy quyết định ra đến, lớn nhỏ hai con bao cầu chơi lại với nhau. Một lát sau, bỗng nhiên, nhà gỗ ngoại truyện tới gấp tiếng gõ cửa. Ô! tuyết lê sai lệch hạ lỗ tai từ trên thân đại tuyết lan nhảy xuống chạy tới mở cửa tuyết lê ngươi không sao chứ cửa gỗ vừa mở chỉ thấy tiểu bạch thu lo lắng đứng tại ngoài phòng nàng gặp một lần tuyết lê liền hốt hoảng trên dưới dò xét nàng đêm qua hạ lớn như vậy mưa còn đánh lôi điện lớn tiểu bạch thu tại trong huyệt động của mình đều dọa cho phát sợ trong rừng rậm cùng tuyết lê chơi đến tốt tiểu động vật đều là biết nàng sợ xét đánh cho nên hừng đông mưa dừng lại, bạch lộc liền vội vàng chạy tới. Tuyết lê bị nàng làm cho có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là rất cảm kích bạch lộc quan tâm như vậy nàng. Tuyết lê lắc lắc đầu nói. Ta không sao ngao, không cần lo lắng. Hôm qua ta bị giật nảy mình, nhưng may mắn thay. Ngươi đây. Ngươi không sao à. Tuyết Lê không có có ý tốt nói nàng tối hôm qua dọa đến chui đại tuyết lan lông sự tình, dù sao nàng còn rất tinh thần bạch lộc cũng lắc đầu nói ta cũng không có việc gì ta một mực tại trong sơn động đâu cũng không sợ sét đánh chính là tối hôm qua làm sao lại đột nhiên như thế lớn mưa gió trong tiên cảnh rõ ràng thời tiết vẫn luôn rất tốt dù cho ngẫu nhiên trời mưa cũng sẽ không giống tối hôm qua như vậy bạch lộc nói đến thấp thỏm tuyết lê bây giờ hồi tưởng ngày hôm qua tình hình cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi mưa to là đột nhiên hạ lên giống tối hôm qua như thế dông tố trong tiên cảnh chưa từng có gặp được nếu như không có dù cho về nhà đợi ở bên ngoài chỉ sợ tương đương quá sức hơn nữa nhìn tối hôm qua dáng vẻ phong hòa dông tố đồng dạng đều rất lớn cũng không biết trong rừng rậm sẽ có hay không có cây cối bị thổi ngã trong rừng rậm còn có một số động vật là dạ hành không biết bọn chúng kịp thời về đến nhà không có tuyết lê nghĩ như thế càng phát giác bất an nàng nói nay con ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi chờ ăn xong điểm tâm chúng ta cùng một chỗ đến trong rừng rậm đi dò xét một vòng nhìn xem mọi người có phải là cũng còn tốt từng bạch lộc lập tức gật gật đầu tuyết lê quay đầu hướng tuyết lan nhảy nhảy nói đại tuyết lan ngươi cũng cùng đi đi ngao tử lam hoang mang nhìn qua ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui tiểu cửu vĩ hồ ngẫm lại lại cúi đầu xuống để tuyết lê có thể thuận tiện chạy tới cọ hắn bạch lộc thấy cảnh này tương đương chấn kinh không nghĩ tới một buổi tối quá khứ hai người bọn họ quan hệ cứ như vậy tốt bạch lộc giật mình nói tối hôm qua các ngươi xảy ra chuyện gì sao ngươi cùng cái này đại tuyết lan tuyết lê mười phần thẹn thùng hàm hồ nói cũng không có gì chính là hắn giúp ta ngao nhưng mà sau một khắc tuyết lê lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy lại có tiểu động vật thần sắc bối rối, xa xa từ trong rừng rậm chạy tới. Tuyết Lê không có đem còn lại nói ra miệng, mà là kinh ngạc nhìn về phía sáng sớm liền chạy tìm đến nàng tiểu động vật nhóm, nghĩ đến đêm qua mưa gió, nàng lập tức nhấc lên tâm, hỏi: "Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì?" Từ trong rừng rậm chạy tới chính là cũng thường xuyên tới cùng Tuyết Lê cùng một chỗ chơi khỉ con cùng mấy cái con thỏ. Khỉ nhỏ sắc mặt hoảng sợ, thần thái bối rối, hắn vừa chạy đến tuyết lê trước mặt, lập tức nói ra. Tuyết lê, không xong. Ở tại rừng rậm mặt phía bắc hổ mẹ xảy ra chuyện. Chương 28 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuyết lê tiên cảnh mặc dù tiểu, nhưng đến cùng có nguyên một cánh rừng, đối với không có mở linh trí động vật đến nói phạm vi là cũng đủ lớn, trong rừng rậm động vật chủng loại rất phong phú, chỉ là lão hổ liền có mấy cái rừng rậm mặt phía bắc đích thật là một con cọp cái lãnh địa tuyết lê nhìn thấy nhiều như vậy tiểu động vật cùng một chỗ xông lại liền dự cảm không tốt vội hỏi là thường ngày mang theo hai con con non một con kia sao đúng kỹ con liều mạng gật đầu tuyết lê trong lòng cảm giác nặng nề quyết định thật nhanh mang ta đi nhìn xem hổ mẹ sinh hoạt địa phương là bắc bộ rừng rậm chỗ sâu rời xa tuyết lê cùng cái khác mở linh trí tiểu động vật nhóm sinh hoạt người ở khí. Trong rừng rậm động vật thật có rất nhiều, nhưng sớm nhất mở linh trí phần lớn là ở được cách tuyết lê tương đối gần, tính tình tương đối hữu hảo lại vui với cùng cái khác động vật chung đụng thức ăn chay tiểu động vật. Trong rừng động vật ăn thịt kỳ thật cũng không ít, mà lại tại tuyết lê đến tiên cảnh về sau, cũng đều dần dần nhiễm phải tiên khí đổi ăn trái cây cùng thực lá. Chỉ là mảnh thú tính tình phần lớn cao ngạo, độc lai độc vãng, cực ít giống bạch lộc con thỏ nhóm như thế nghe được tuyết lê tiếng ca liền chạy ra khỏi đến, bọn chúng bình thường ở ẩn tại rừng rậm u chỗ, rất ít xuất đầu lộ diện, dần già, tại ăn cỏ động vật có không ít đều mở linh trí tình huống dưới, trong rừng hung thú mảnh thú phần lớn vẫn còn mông muội trạng thái, vẻn vẹn có thế không lấy đi săn mà sống mà thôi. Ở tại rừng rậm mặt phía bắc hổ mẹ đúng là như thế. Nó ba năm trước đây trong rừng rậm sinh hạ hai con hổ con, bình thường chuyên tâm mang theo tiểu lão hổ tại lãnh địa bên trong du đảng, rất ít rời đi lãnh địa phạm vi, cùng cái khác mở linh trí tiểu động vật nhóm nước giếng không phạm nước sông. Bất quá dù sao cũng là trong rừng rậm động vật, tuyết lê làm trong tiên cảnh duy nhất một con cửu vĩ hồ, còn nắm giữ tiên cảnh chi chìa, đối trong tiên cảnh tất cả động vật đều rất quen thuộc, tại bọn chúng thụ thương sinh bệnh thời điểm sẽ còn hỗ trợ chữa thương. Lúc trước hổ mẹ sinh dục, Tuyết Lê còn chuyên môn đi theo gì quá khứ chiếu kháng nó. Tuyết Lê nhớ kỹ con kia hổ mẹ thân thể không tính quá tốt, cùng cái khác trong tiên cảnh lão hổ so sánh có chút gầy yếu, nhưng tương đương hổ nhảy con, bình thường đều đem hai con tiểu hổ mang theo trên người, một tấc cũng không rời. Tuyết Lê nghe được có lão hổ xảy ra chuyện, lập tức tâm tình ngưng trọng lên, không còn sách rửa mặt cùng ăn điểm tâm sự tình, vội vã tại kỹ con cùng con thỏ nhóm dẫn đường hạ chạy tới. Bạch Lộc cùng Đại Tuyết Lan đương nhiên theo sát phía sau. Nhưng mà dù cho bao nhiêu đã làm một ít chuẩn bị tâm lý, Tuyết Lê nhìn thấy hiện trường hình tượng lúc, vẫn là trong lòng hung hăng trầm xuống. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét gây mũi mùi, trong rừng nhất là thô to cường tráng một gốc cây hòe lớn lại bị chặn ngang chém đứt, tán cây bị lôi điện bổ đến cháy đen, mơ hồ vẫn còn hơi khói cùng yếu ớt hỏa tinh. Hổ mẹ bị đặt ở tráng kiện dưới cành cây, thân thể cũng có bị chém trúng vết tích, đã không nhúc nhích. Hai con tuổi nhỏ tiểu lão hổ bất lực vây quanh ở nó bên người, phát ra sa sút tiếng nghẹn ngào. Khỉ nhỏ nói, chúng ta chỗ ở cách nơi này tương đối gần, là buổi sáng lúc ra cửa phát hiện, bọn chúng nhìn tựa như là đêm qua trời mưa lúc chưa kịp trở về, hổ mẹ đành phải mang theo con non tại gốc cây hạ tránh mưa, nhưng không nghĩ tới lôi sẽ đến được mạnh như vậy. Tuyết lê tâm đã chìm đến đáy cốc, nàng cấp tốc chạy lên tiếng đến, hóa thành người, đem tay khoác lên hổ mẹ trên cổ. Hai con tiểu lão hổ mặc dù không có mở linh trí, nhưng nhận ra tuyết lê là tiên cảnh chủ nhân, lại là am hiểu y đạo tiên nữ, gặp nàng tới, nhao nhao tránh ra, sau đó khẩn trương nhìn xem nàng đụng vào hổ mẹ. Vào tay xúc cảm lạnh buốt, đã không có một tia khí tức, tại trong tiên cảnh góp nhặt linh khí cũng đều tan hết. Tuyết lê sắc mặt ngưng trọng lập tức hôi bại xuống tới, bầu không khí tương đương nặng nề tử lam một đường thủ hộ cùng tại tuyết lê đằng sau lúc này cũng canh giữ ở không gần không xa vị trí hắn bi thương mà nhìn xem tuyết lê phản phất lập tức chán nản xuống tới bóng lưng hắn hiểu được tuyết lê biểu lộ là có ý gì tử lam là lan vương chi tử theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là tiên cảnh chi chủ lan cảnh danh nghĩa có rất nhiều giống nơi này đồng dạng tầng dưới tiên cảnh trong tiên cảnh có rất nhiều sinh linh mở linh trí chưa mở linh trí có thế hóa nhân thân không thể hóa nhân thân. Ở tại trong tiên cảnh cũng không phải mang ý nghĩa gối cao không lo, thiên kiếp tiến đến, ngoại địch xâm lấn, đủ loại ngoài ý muốn cũng có thể xuất hiện phong hiểm, các sinh linh tu vi có chỗ khác biệt, tu vi tương đối thấp sinh linh, dù cho ở tại trong tiên cảnh cũng khó đảm bảo hoàn toàn sẽ không giống thế gian như thế bởi vì tình huống đặc biệt mà chết đi, nhưng nhìn thấy mình trong tiên cảnh con dân rời đi là rất khó chịu sự tình. Tử Lam nhìn thấy Tuyết Lê trầm mặt sa sút bóng lưng, biết nàng hiện tại nhất định rất khó chịu. Hắn di chuyển bước chân, muốn tiến lên đi đến bên người nàng an ủi nàng. Nhưng ngay lúc này, Tử Lam chắp mũi khẽ động, ngửi được một tia dị dạng khí tức. Cái này sợi khí tức có một chút cảm giác quen thuộc, cùng hắn tại Kim Tháp phá cảnh lúc một nháy mắt bắt được mùi rất giống. Tử Lam lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên. Hắn cảnh giác mắt nhìn chung quanh sợ hãi xuất hiện cái gì dị trạng, nhưng mà kia sợi khí tức rất nhanh biến mất tại trong gió, quả thực giống như là ảo giác, cũng tìm không được nửa tung tích. Tử Lam kinh ngạc một sát na, hoài nghi có phải là mình nhạy cảm, nhưng cũng không dám hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Giờ này khắc này, tuyết lê thì nhìn chăm chú không có sinh tức hổ mẹ thân thể, lòng tràn đầy bi thương. Nàng có một loại bi thương mờ mịt cảm giác. Từ khi mảnh thú không còn đi săn, Y thuật của nàng đi theo gì ngày càng tinh xảo về sau, trong tiên cảnh đã tối thiểu có 5 năm chưa từng có sinh linh tử vong sự tình. Tuyết lê thuở nhỏ tại trong tiên cảnh lớn lên, cùng dì sống nương tựa lẫn nhau, nơi này chưa bao giờ qua ngoại nhân đến, trong tiên cảnh sinh linh cũng rất ít ra ngoài. Bọn hắn ngăn cách, nhưng tường hòa vui vẻ, đối tuyết lê đến nói, trong tiên cảnh mỗi một cái động vật nàng đều rất quen thuộc, bọn hắn không phải bồi tiếp nàng, chính là nhìn xem nàng lớn lên, đều là người nhà của nàng cùng bằng hữu. Tuyết Lê vốn cho rằng nàng đã học tốt được y thuật, dù cho gì không tại, nàng cũng có thể hảo hảo bảo hộ người nhà, không cho bọn chúng bởi vì tật bệnh hoặc là thụ thương mà rời đi. Nhưng mà y thuật lại tinh xảo, tu vi lại xuất sắc, thiên đạo bên dưới, cuối cùng có nàng lưu không được đồ vật. Tuyết Lê trong hốc mắt phun lên một cổ nước mắt ý, nhưng nàng hiện tại không thể khóc. Vì không tại trong tiên cảnh, Bạch Lộc khỉ nhỏ vẫn còn con thỏ bọn hắn đều rất bất lực, nếu như chính nàng khóc, tiểu động vật nhóm còn muốn phân thần an ủi nàng, sẽ càng thêm không biết làm sao. Tuyết lê lấy lại bình tĩnh, vương tay, trấn an mơn trấn hổ mẹ mặt. Hai con tiểu lão hổ phản phất biết tuyết lê giá cái động tác ý vị như thế nào ý tứ, bọn chúng nằm rạp người nằm tại bên người mẫu thân, trong miệng khóc nức nở nghẹn ngào, phát ra thú nhỏ nhu nhược trên rỉ. Tuyết lê nói chúng ta đưa nó dời ra ngoài đi, liền an táng tại nó bình thường ở lại cửa huyệt động. Ta sẽ dùng tiên khí vì nó siêu độ, nguyện nó vong hồn có thế tại địa phương mới được yên nghỉ. Bạch Lộc cùng cái khác tiểu động vật nhóm nghe được tuyết lê đều mặc lộ vẻ ảm đạm, Bạch Lộc cúi hạ lỗ tai, lo âu nhìn xem ghé vào bên người mẫu thân thúc thích hai con không có mở linh trí tiểu lão hổ. Tuyết lê đứng dậy, nhẹ phải làm tay áo, trong miệng mặt niệm tâm quyết, bị đánh đoạn triểu nặng cây hòe lớn tựa như không có trọng lượng mây dễ dàng nổi giữa không trung. Hầu tử cùng con thỏ nhóm vội vàng chạy tới, lúng cuốn tay chân đem hổ mẹ thi thể khiên ra đến, Bạch Lộc cũng bảo vệ canh giữ ở bên người mẫu thân không chịu rời đi hai con tiểu lão hổ, sợ bọn chúng bị cây ép đến. Tử Lam gặp bọn họ bận rộn, nhất thời không biết nên từ chỗ nào nhúng tay, đành phải đứng ở một bên thủ hộ tuyết lê. Tuyết lê tiên thuật ước chừng đều là cùng thiều di học, cùng nàng khiến người kinh diễm y thuật khác biệt, những này thuật pháp đều chỉ là rất cơ sở thế gian thuật sĩ thường dùng tiên pháp, nhưng nàng hiện tại là tiên thân, dùng đến lại tương đương xuất sắc. Chờ hổ mẹ cùng ấu hồ nhóm đều bị dịch chuyển khỏi về sau, tuyết lê mới đưa cây hòe lớn buông xuống. Bọn hắn cùng một chỗ đem hổ mẹ thi thể chuyển đến cái này một nhà hổ ở lâu hang động trước, bởi vì chỉ là chưa mở linh trí động vật chỗ ở, trong động lộ ra 10 phần đơn sơ, chỉ có một ít không biết từ chỗ nào lấy được cỏ khô xa xưa hài cốt vẫn còn ăn để thừa hộp tuyết lê cùng tiểu động vật nhóm hợp tác tại trước sơn động đào cái phương còn dài dáng dấp lỗ lớn đem hổ mẹ thân thể nhẹ nhàng để vào trong đó tiểu lão hổ nhóm vẫn là không bỏ ô ô hô nhìn về phía bị phóng tới động chỗ sâu đã không có khí tức hổ mẫu còn giống như muốn cùng nhảy đi xuống nhưng chúng nó dù sao tại trong tiên cảnh ở thật lâu mơ hồ đạt được một chút linh hơi thở giống như cũng biết nơi này chính là cuối cùng nói địa phương khác, dù cho nhảy đi xuống mẫu thân cũng sẽ không lại sống tới, ôn nhu dùng đầu lưỡi liếm đầu của bọn nó, thế là đành phải dùng chưa trưởng thành hổ con trảo lay lấy cửa hang, thê thảm kêu gọi. Động bên cạnh bùng các bị động tác của bọn nó không ngừng cọ rơi, biến thành bất quy tắc độ công. Tiểu động vật nhóm rất là trầm mặt, một người một móng vuốt, an tĩnh lấp đất, đem cửa hang vùi lấp lên, mặc cho tiểu lão hổ sốt ruột ở bên người đảo quanh thúc thiết đợi mọi người đem hổ mẹ chôn xong về sau, tuyết lê ngay tại chỗ hái tới một chút sạch sẽ hoa dại cùng có tiên khí linh thảo. Y tiên tự có y tiên siêu độ phương pháp. Nàng đem hoa dại cùng linh thảo cùng một chỗ vò nát, chậm rãi tụ tập linh khí, ở trong lòng mặt niệm tâm quyết, sau đó lẳng lặng đem hoa cỏ vẫy hướng đống đất nhỏ. Bị tuyết lê tung xuống hoa cỏ tại thoát ly lòng bàn tay một nháy mắt liền biến thành trắng noãn linh quang, rõ ràng không gió lại thuận một phương hướng nào đó nhẹ nhàng rời đi đi xa, giống có ý thức. Cuối cùng, tuyết lê ngay tại chỗ lấy nhánh cỏ, đơn giản tập kết dây thừng, đánh cái vòng tròn giống như nút buộc, đặt ở chung hổ mẹ đống đất bên trên. Dạng này coi như siêu độ hoàn tất. Tuyết lê là chân chính cửu vĩ hồ thần thú, có tiên thân tiên tử, mặc dù không thể khiến hổ mẹ khởi tử hồi sinh, nhưng nàng tiên khí đủ để dẫn đạo linh hồn của nó an ổn đi hướng mọi thứ, một lần nữa tìm tới kết cục đầu thai chuyển thế thế nhưng là đối với không có linh trí không có tiên thân sinh linh đến nói nó một thế này sinh mệnh cũng liền chân chính kết thúc vẫn còn đối với cái này hai con tiểu lão hổ đến nói bọn chúng cũng là chân chính không có mẫu thân tiểu động vật nhóm đứng tại đống đất chung quanh đều có một lát không nói gì lặng im hai con tuổi nhỏ thú nhỏ tựa ở đống đất bên cạnh lẫn nhau dựa sát vào nhau phát ra nhẹ nhàng tiếng khóc lóc không có chút nào tính công kích. Tuyết Lê cũng có một hồi không nói gì, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh, nói. Dạng này hổ mẹ siêu độ liền hoàn thành, nó kiếp sau cuộc sống rất tốt, tất cả mọi người an tâm đi. Tuyết Lê tự hồ để ngột ngạc bi thương bầu không khí dịu đi một chút, có trấn an lòng người lực lượng, nghe nàng nói xong, tiểu động vật nhóm sắc mặt đều khá hơn một chút. Nhưng một lát sau, Bạch Lộc do dự xê dịch móng, lo lắng mà liếc nhìn hai con tiểu lão hổ hỏi. Vậy cái này hai con hổ con, về sau nên làm cái gì? Chương 29 29 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuổi nhỏ tiểu lão hổ còn không có mình sinh hoạt năng lực. Trong tiên cảnh động vật dù cho không có mở linh trí, trưởng thành cùng già yếu đều sẽ so với bình thường động vật chậm rất nhiều. Cái này hai con tiểu lão hổ chợt nhìn giống như so mèo cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lập tức đã mất đi mẫu thân, cho dù ở trong tiên cảnh cũng sẽ trở nên rất khó sinh hoạt. Trong rừng rậm tiểu động vật nhóm đều có thương xót chi tâm, tự nhiên không đành lòng thấy mất mẫu con non lưu lạc bên ngoài, nhưng đến cùng đem nhỏ như vậy hổ con an trí ở nơi đó, liền thành một vấn đề. Tuyết Lê nhìn tiểu động vật nhóm đều có chút nghĩ chiếu cố, nhưng tự hồ cũng đều có lo lắng, không dám quyết định dáng vẻ, nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không vẫn là đưa chúng nó trước nuôi dưỡng ở ta chỗ này đi." Cái này hai con tiểu lão hổ mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là mảnh thú, các ngươi hình thể quá nhỏ động vật khẳng định sẽ có chỗ không thích hợp, ta có thể hóa thành người, bất kể như thế nào hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Bạch Lộc lo thầm nghĩ. Thế nhưng là ngươi không phải đã đang chiếu cố đại tuyết lan rồi. Lại mang hai con tiểu lão hổ trở về, khẳng định sẽ rất phí sức đi. Đại tuyết lan tổn thương đã vượt qua gian nan nhất thời điểm, ta chỉ cần định kỳ đổi thuốc liền tốt cái này hai con tiểu lão hổ trước mắt ngoại hình vẫn không lớn chỉ cần nghĩ một chút biện pháp khẳng định có thể giải quyết nói tuyết lê mắt nhìn bên người tuyết lan một chút nói mà lại tuyết lan lớn lên tương đối lớn chúng ta là hai người cần thiết tình huống hắn cũng có thể giúp đỡ ta chỗ ở vấn đề xác thực rất khó xử lý giống con thỏ dạng này tiểu động vật là ở tại mình đánh trong động lão hổ nhét vào không lọt hầu tử thì ở tại trên cây nay con ổ nuôi hai con lão hổ ngược lại là không có vấn đề nhưng nàng là chỉ không có móng vuốt chỉ có thể dựa vào đạp hưu vạn nhất xảy ra chuyện gì khống chế hai con tiểu lão hổ đoán chừng rất khó khăn nhìn tới nhìn lui hoàn toàn chính xác vẫn là nhà ở tử tuyết lê thích hợp nhất tuyết lê nói đến có lý nhưng mà tiểu động vật nhóm vẫn là cảm thấy băn khoăn hai mặt nhìn nhau lúc này một con thỏ con nâng trảo đề nghị luôn luôn để tuyết lê một người nuôi quá không xong nếu không cái này hai con tiểu lão hổ từ chúng ta đi ra lực chăm sóc đi chúng ta có thể thay phiên làm cho bọn chúng mang thức ăn giúp chúng nó tắm rửa loại hình sự tình thỏ đề nghị mới ra tiểu động vật nhóm đều lộ ra giật mình sáng lên thần sắc cân nhắc về sau đều ngao ngao đồng ý biểu thị nguyện ý xuất lực dạng này tuyết lê cũng chỉ cần để cho tiểu lão hổ nhóm ở là được rồi cũng không cần lại nghĩ biện pháp tìm đồ cho tiểu lão hổ ăn mọi người phấn chấn nghị luận ầm ĩ dạng này thực sự có thể đủ giảm khinh tuyết lê không ít gánh vác cảm ơn các ngươi tuyết lê cảm kích nói vậy cái này hai con tiểu lão hổ liền tạm thời an trí tại ta chỗ này chờ chúng nó lớn lên một điểm có thể suy nghĩ thêm cho chúng nó tại phụ cận tìm sơn động hoặc là dựng cái ổ tất cả mọi người đồng ý tuyết lê ý nghĩ thế là sự tình cứ như vậy định xuống tới. Tuyết Lê nhìn về phía phủ phục tại đống đất bên cạnh thúc thích tiểu lão hổ nhóm, nói. Hôm nay lại để cho bọn chúng cùng mẫu thân chờ lâu một hồi đi, ta về nhà chuẩn bị một chút để bọn chúng ngủ đồ vật, hoàng hôn lại đến tiếp bọn chúng. Vậy ta trở về nhìn xem có cái gì đồ vật có thể đưa cho tiểu lão hổ ăn. Ta ở đây bồi tiếp bọn chúng, vạn nhất bọn chúng có cái gì không thoải mái địa phương hoặc là chạy xa tiểu động vật nhóm dăm ba câu liền tiến hành phân công, tại tất cả mọi người không có ý kiến tình huống dưới, tuyết lê đối tiểu động vật nhóm khoát tay cáo biệt, đi về nhà. Tử Lam không rõ ràng lắm bọn hắn thương lượng thứ gì, nhưng ước chừng đoán được là đạt thành chung nhận thức, lúc này gặp tuyết lê rời đi, hắn cũng không còn lưu luyến, yên lặng đi theo. Hai người không lâu liền trở về trong nhà. Tử Lam nhìn ra được tuyết lê mặc dù tận lực biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật tâm tình không tính quá tốt hắn vốn định lại muốn tới gần tuyết lê đoán xem tình huống ai ngờ mới vừa đi vào nhà gỗ nhỏ tuyết lê lại đột nhiên biến trở về tiểu cửu vĩ hồ sau đó lập tức đâm vào lông của hắn bên trong ngao ô lần này cùng đêm qua không giống tử lam rõ ràng có thể cảm giác được tuyết lê cảm xúc cùng đêm qua khác biệt nàng kỳ thật rất thương tâm rất khó chịu nhưng ở phía ngoài thời điểm sợ ảnh hưởng những người khác không có biểu hiện ra ngoài Tử Lam lúc này là đứng, tuyết lê trên thực tế là một đầu cuốn tới trên đùi hắn. Hắn nghĩ nghĩ, liền trầm mặt nằm hạ thân, đem tuyết lê kéo vào trong lồng ngực của mình. Tuyết lê giá về không có kháng cự, chôn ở dưới lông, đại tuyết lan trước người lông tóc rất nhanh bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảnh nhỏ. Tuyết lê nói, ta không có thể đem nó cứu trở về. Hai con tiểu lão hổ còn như thế nhỏ đâu, bọn chúng không có mẫu thân, khẳng định sẽ rất khổ sở. Nếu như ta y thuật càng tinh xảo hơn, có thể khởi tử hồi sinh liền tốt. Nếu như ta tu vi càng tốt hơn, có thể sớm cảm giác được dông tố, có thể phát hiện bọn chúng còn ở bên ngoài liền tốt. Tử Lam nghe tuyết lê trong ngực mình, ngao ô, ngao ô khóc, cứ việc không rõ tiếng nói của nàng, nhưng lại đại khái đoán được ý nghĩ của nàng. Tuyết lê là trong tiên cảnh một cái duy nhất nghiêm chỉnh thần tiên, gánh chịu toàn bộ tiên cảnh trách nhiệm là một kiện rất nặng nề sự tình có đôi khi rõ ràng đã dốc hết toàn lực muốn làm tốt, kết quả cuối cùng lại không hết nhân ý. Có một số việc, năng lực có thể vì chính là rất có hạn. Tuyết Lê đã làm được rất khá, nàng đạt đến nàng cái tuổi này rất ít gặp tu vi, có được tinh xảo y thuật, không cách nào khởi tử hồi sinh cũng không phải là lỗi của nàng. Không chỉ là Tuyết Lê, liền xem như tu vi rất tốt, kinh nghiệm phong phú hơn Lan Vương, cũng chưa chắc có thế ngay tại lúc này làm được thập toàn thập mỹ nhưng chính là bởi vì trách nhiệm trọng đại, năng lực nhận chờ mong, tại biến ảo khó lường thiên mệnh trước mặt, mới càng thêm sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, vẫn còn đối mặt thiên địa sinh tử bất lực. Tử Lam không chỉ một lần tại cha mẹ trên mặt thấy qua cùng giờ phút này tương tự trầm mặt biểu lộ, chính hắn bởi vì thông hiểu hết thảy, cũng cảm đồng thân thụ. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là hết sức xử lý tốt đến tiếp sau làm việc, hấp thụ kinh nghiệm, làm hết mình nghe thiên mệnh tranh thủ tại lần sau có thể bảo toàn càng nhiều người. Tử Lam cúi đầu, nhìn xem chung thân núp ở bên cạnh hắn, cuộn thành nho nhỏ một đoàn sa sút màu trắng tiểu hồ ly, yên lặng đem đầu tới gần, im lặng an ủi nàng. Tuyết Lê đem mình nguyên một chỉ đều chôn đến đại tuyết lan dày mà xỏa tung dưới lông, ô ô nghẹn ngào. Không lâu, nàng liền cảm thấy đại tuyết lan cúi đầu xuống, đem cái trán đặt ở nàng trên lưng, nhẹ nhàng đụng đụng nàng chính tuyết lê cũng không biết chuyện gì xảy ra có chút rất khó nói với người khác ra miệng lời nói bất tri bất giác liền đối đại tuyết lan nói ra có thể là bởi vì nàng biết đại tuyết lan nghe không hiểu tiếng nói của nàng cũng có thể là bởi vì đại tuyết lan bất kể như thế nào đều sẽ làm ra an ủi cử động của nàng tuyết lê nguyên bản cũng không có chờ mong quá nhiều nhưng nói đến kỳ quái nàng vậy mà cảm thấy đại tuyết lan tựa như là thật có thể lý giải ý nghĩ của nàng giống như động tác của hắn phi thường nhu hòa, đưa nàng quay lại cử động cũng so bình thường càng chú ý. Tuyết Lê ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp đại tuyết lan ngưng sâu sói mắt nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng lòng người. Tuyết Lê có một loại bị nhìn xuyên quẩn bách, nhưng nàng lại vì thế thường có người có thế bồi tiếp nàng, minh bạch nàng mà cảm thấy an tâm, nàng không sai biệt lắm khóc đủ rồi, đem nước mắt thu vào, đi lên nhẹ nhàng liếm liếm đại tuyết lan mặt, nói lời cảm tạ nói cảm ơn ngươi nào. Tử Lam cảm giác được tiểu cửu vĩ hồ tại hắn trên hai gò má nhẹ nhàng liếm lấy hai lần, không khỏi mộng một cái chớp mắt. Hắn kinh ngạc trong đi qua, đã thấy tiểu cửu vĩ hồ đã dùng sức đem đỏ bừng hốc mắt lau sạch sẽ. Tuyết Lê nói, không sai biệt lắm, ta đi xem một chút có cái gì vải vóc có thể đem ra lại làm hai cái ổ, kia hai con tiểu lão hổ còn tại trong rừng rậm chờ đâu. Tuyết Lê buổi chiều bỏ ra một chút thời gian, từ trong nhà tìm ra chút không cần vải vóc, chất thành hai cái mới ổ ra. Trong phòng lớn ở lại tuyết lan về sau đã rất chen chút, tuyết lê đành phải tận lực đem vị trí làm cho càng chặt chẽ hơn, cũng đem thảo dược thư tịch một loại đồ vật dời một bộ phận đến mình trong phòng đến, cái này mới miễn cưỡng lại tắt hạ hai cái tiểu hổ ổ. Hai con tiểu lão hổ không lâu liền từ trong rừng rậm tiếp trở về. Tiểu lão hổ nhóm mới đầu không lớn thích ứng thoát ly mẫu thân sinh hoạt, thường xuyên sẽ chạy đến trong rừng rậm đi xem mẫu thân hạ tán địa phương, ước chừng bỏ ra hơn một tháng thời gian, mới dần dần từ mất đi mẫu thân trong bóng tối khôi phục lại, một lần nữa có hoạt bát sáng sủa dáng vẻ, đồng thời cũng sẽ chơi đùa. Từ lúc này bắt đầu, hai con tiểu lão hổ tính cách mới dần dần nhìn ra được. Cái này hai con hổ con là ba năm trước đây ra đời, nếu như tại thế gian đã là đủ để một mình đảm đương một phía niên kỷ, nhưng bởi vì sinh ở trong tiên cảnh, nhận tiên khí ảnh hưởng, hiện tại bộ dáng cùng cử chỉ cũng còn biểu hiện được rất nhỏ. Bọn chúng nhưng thật ra là một đôi huynh muội. Ca ca khỏe mạnh tháo khỉnh, sau muội muội cường tráng hơn một điểm, phi thường hoạt bát. Thường xuyên có thể nhìn thấy nó trong sân cực nhanh chạy tới chạy lui, a o a luyện tập gầm rú, sau đó té ngã quảng cái hổ gặm bùn, có đôi khi sẽ còn không hiểu thấu duỗi móng vuốt đi lật tùy tiện đặt ở trong viện hòng rỗng, sau đó đem cái rương ngã lật, mình bị chụp tại bên trong, a o a o ra không được, mang theo cái rương, đông đông đông, đi loạn. Muội muội hình thể so ca ca nhỏ hơn, nhưng y nguyên không thất thân vì lão hổ lực lượng cảm giác, mà lại rõ ràng muốn tới được càng thông minh. Nó biết làm sao tại ca ca bị chế trụ thời điểm đi lên một bàn tay đem cái rương dán rơi, hoặc là trực tiếp cắn cái đuôi của nó đem nó lôi ra ngoài. Nó muốn biết thanh âm của mình còn rất bập bẹ, coi như gầm rú cũng trống không nổi danh đường đến, cho nên mặc dù nên hung mảnh thời điểm rất hung mảnh, nhưng xấu hổ rất ít kêu to, có đôi khi sẽ còn chủ động đi giúp tuyết lê cùng cái khác động vật bận biệu. Bất quá dù cho cá tính có chút khác biệt, hai con hổ con dù sao đều vẫn là tương đương ấu tiểu lão hổ, đưa chúng nó đem đến trong nhà gỗ về sau, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn chúng huynh muội hai cái tại nhà gỗ bên ngoài lẫn nhau đuổi theo chơi đùa, lẫn nhau dùng móng vuốt dán đối phương, còn lăn lộn mình cắn mình cái đuôi. Rừng rậm tiểu động vật nhóm chỉ là thực hiện lời hứa của mình nuôi nấng một hồi, liền đều thích cái này hai con tiểu lão hổ. Chỉ là ban sơ quyết định hai con tiểu lão hổ muốn ăn cái gì thời điểm, phát sinh một điểm khó khăn trắc trở. Lại nói cái này hai con lão hổ bình thường ăn cái gì nha? Bọn chúng nhìn xem nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn không có dứt sữa a. À? Bạch Lộc lo lắng nhìn qua hai con hổ con, tâm sự nặng nề con thỏ nói. Hẳn là đoạn mất A, à, ta nhìn lão hổ động phụ cận có tảng mắt hột, nếu không cho chúng nó ăn quả. Tuyết Lê nói. Khẳng định đoạn mất, ta trước đó cùng dì đi cho chúng nó một nhà kiểm tra qua thân thể, hẳn là cho điểm phổ thông ăn là được rồi. Tuyết Lê lời còn chưa dứt, ngay lúc này, trong phòng đi tới đi lui tiểu lão hổ ca ca không cẩn thận đá ngã lăn trong nhà một cái hòm gỗ. Lúc này hai con tiểu lão hổ mới vừa vặn tiếp về nhà đến, hổ muội muội khóc đến quá mệt mỏi đã tại mới trong ổ ngủ, hổ ca ca thì đang khắp nơi đi tới đi lui. Chỉ thấy cái trương lật một cái, tuyết lê trân tàn một trương lớn tròn vo củ cải lập tức liền từ bên trong lăn ra. Hổ ca ca khóc một ngày cũng đói bụng, chỉ gặp hắn a ô một ngụm há to miệng, lập tức đem củ cải nuốt xuống. Bạch lộc, thỏ con, tuyết lê, tuyết lê nói các ngươi an tâm đem cái này hai con lão hổ đặt ở ta chỗ này đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi. Chương 30 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mặc dù tuyết lê tính toán đánh cho ba ba vang, bất quá cuối cùng đương nhiên không có toại nguyện. Tiểu lão hổ nhóm cơm nước cuối cùng vẫn giao cho toàn bộ tiên cảnh tất cả mở linh trí động vật cộng đồng hợp tác phụ trách. Triều mến con non là sinh linh nhóm thiên nhiên bản năng, huống chi hai con tiểu hổ thích ứng nhà mới sinh hoạt sau biểu hiện được 10 phần đáng yêu, không bao lâu liền được tiểu động vật nhóm cộng đồng yêu thích. Chỉ chớp mắt liền đến hai tháng sau. Đến, duỗi trảo trảo. Tuyết Lê ngồi dưới đất, chính tràn đầy phấn khởi giáo hai con tiểu lão hổ nắm trảo. Tuyết Lê một bên nói, một bên đưa ra hai con hồ trảo đến tiểu lão hổ nhóm trước mặt. Hai con tiểu lão hổ sống vai ngồi tại Tuyết Lê đối diện, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, ngồi ngã trái ngã phải, lỗ tai cũng nằm sấp, nháy mắt nhìn xem tuyết lê. A ô! Hổ muội muội nải thanh nải khí kêu một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dơ lên móng vuốt, đem tiểu hổ trảo nhấn tại tuyết lê móng vuốt nhỏ bên trên. A ô! Hổ ca ca đè thấp thân thể, nghi hoặc ngửi ngửi tuyết lê móng vuốt, sau đó thăm dò hé miệng, cắn một cái vào tuyết lê móng vuốt. Tuyết lê mặt không thay đổi đem móng vuốt từ tiểu lão hổ miệng bên trong rút ra, sau đó nhanh chóng vỗ một cái đầu của nó. Ngao! Hổ ca ca gào lên một tiếng lăn đến bên cạnh đi, bắt đầu chơi xấu nguyên địa lăn lộn. Tuyết Lê thuận tiện đem ban thưởng cũ cải đúc cho hổ muội muội, hổ muội muội vô cùng cao hứng lại gần ăn, hít mắt nhếch lên cái đuôi từ từ Tuyết Lê tay, sau đó vượt qua cái bụng, a o a o nũng nịu, bởi vì nó tuổi còn nhỏ, thanh âm còn rất mềm rất giòn, hoảng hốt ở giữa nghe lại có chút giống meo. Tiểu động vật nhóm cũng ở bên cạnh cùng một chỗ cao hứng bừng bừng xem tiểu lão hổ chơi, lúc này cũng nghiêm túc, dứt khoát meo 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 đùa nó. Đối với mấy cái này hình thể tiểu nhân động vật đến nói, con mèo đương nhiên so lão hổ muốn tới phải có cảm giác an toàn, huống chi tiểu lão hổ nhỏ như vậy một con, còn rất giống rất thú vị. Hổ muội muội bị chọc cho mộng một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, dùng sức đem thanh âm thả càng nhẹ, phát ra beo beo tiếng kêu vui sướng đi cùng tiểu động vật nhóm chơi. Ngay lúc này, trên trời nhỏ chim sẽ từ nơi khác ngậm tới một gốc cẩu vĩ thảo, treo ở trên trời đối tiểu lão hổ lắc lắc. A ô! Hổ muội muội lập tức bị lung la lung lay cẩu vĩ thảo bông hấp dẫn lực chú ý, mấy cái cất bước mạnh mẽ tiến lên, một cái bay vọt nhảy lên trời. Xong trảo vỗ muốn đi trảo bông. Nhưng là nhỏ chim sẻ ở trên trời càng nhanh nhẹn, không có để nàng bổ nhào vào hổ nguội muội không hề từ bỏ lập tức liền bắt đầu nhanh nhẹn đuổi theo bông chạy trên nhảy dưới tránh lúc đầu không ăn được củ cải còn tại chơi xấu hổ ca ca rất nhanh cũng bị hấp dẫn lực chú ý từ dưới đất xoay người đuổi theo hai con tiểu lão hổ không lâu liền lăn lộn nhảy vọt chơi tiếp tuyết lê đứng ở bên cạnh nhìn tiểu bạch thu cũng không cùng cái khác tiểu động vật cùng đi đùa lão hổ chơi mà là ngồi tại tuyết lê bên người cùng một chỗ nhìn hai con tiểu lão hổ mặc dù tuổi nhỏ nhưng chúng nó hiển nhiên so với bình thường tiểu động vật giàu có lực lượng cảm giác, mà lại loại lực lượng này cảm giác theo bọn chúng lớn lên, đoán chừng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạch Lộc nhìn một hồi, ý tưởng đột phát nói: "Tuyết Lê, chờ cái này hai con tiểu lão hổ lớn lên về sau, chúng ta kỳ thật có thể để bọn chúng phụ trách bảo vệ rừng rậm an toàn nha." Hai bọn chúng như thế sinh động, lại so với chúng ta những này nguyên bản ăn cỏ động vật cường tráng rất nhiều hẳn là sẽ rất thích hợp. Tuyết Lê nghĩ nghĩ, trên thực tế cũng cảm thấy tiểu bạch hô phương pháp có lẽ có thể thực hiện, nếu như có thế có hai con lão hổ, tiên cảnh an toàn sẽ có rất lớn bảo hộ. Gần nhất trong tiên cảnh phát sinh sự tình không ít, đầu tiên là Đại Tuyết Lan từ bên ngoài mất tiến đến, tiếp xuống lại phát sinh dông tố. Đại Tuyết Lan hiện tại đương nhiên đã chứng minh là an toàn vô hại, nhưng hắn cũng chứng minh người bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tiến vào tiên cảnh. Tiếp theo về nếu là lại có người tiến đến, khả năng liền chưa hẳn như thế may mắn. Bất quá tuyết lê suy nghĩ qua đi, nói. Người nói có đạo lý, nhưng cái này hai con tiểu lão hổ trước mắt còn quá nhỏ, muốn bọn chúng bảo vệ rừng rậm, chí ít cũng phải bọn chúng lớn lên lại nói, còn phải xem bọn chúng mở linh trí về sau, có nguyện ý hay không. Bạch Lộc nghe xong tuyết lê, lại nhìn hai con tuổi nhỏ tiểu lão hổ, gật gật đầu. Người nói đúng, vẫn là phải đợi bọn chúng trưởng thành lại nói nói xong bạch lộc dừng một chút lại có chút cảm khái nói bất quá lấy trước mắt hình thức xem ra mùi mùi hẳn là sẽ trước mở linh trí a không chỉ là bạch lộc nghĩ như vậy kỳ thật trong rừng rậm những động vật cũng nhìn ra được mùi mùi ngộ tính so ca ca muốn tốt nàng lĩnh ngộ những người khác ý đồ tốc độ so hổ ca ca phải nhanh rất nhiều mà lại có đôi khi sẽ biểu hiện ra mình ý nghĩ tới Bất quá mở linh trí chung quy là một cái quá trình khá dài, Tiểu Bạch thu được công nhận ngộ tính tốt, thiên tư thông minh, lúc trước từ mông muội đến chân chính mở linh trí cũng bỏ ra năm 6 năm, hai con tiểu lão hổ đoán chừng cũng phải hoa thời gian tương đối dài. Tuyết Lê gần nhất trừ thực hiện giáo dục cùng nuôi nấng chức trách bên ngoài, cũng thường xuyên cho hai con tiểu lão hổ ca hát nghe, hổ muội muội mỗi lần đều rất chân thành nghe, hổ ca ca ngược lại là thường xuyên ngủ gà ngủ gật hoặc là đào hố cái gì giờ này khắc này trong viện cũng là hổ muội muội tại vui vẻ cùng tiểu động vật nhóm cùng nhau chơi đùa hổ ca ca thì không biết muốn làm gì trên mặt đất bới cái hố to tuyết lê cùng bạch lộc thấy thú vị ngay lúc này đại tuyết lan an tỉnh từ phía sau bước đi thông thả tới sau đó nhẹ nhàng tại tuyết lê trên mặt liếm lấy một ngụm ngao ô tuyết lê bị liếm lấy kêu lên một tiếng trung lẫy bảy lông mơ hồ nhìn về phía đại tuyết lan đại tuyết lan sâu kính nhìn chăm chú nàng. Một hồi này, hổ ca ca nhớ tới tuyết lê bên người vẫn còn vốn nên là ban thưởng cho hắn ăn, nhưng về sau không cho củ cải, mơ hồ suy nghĩ tuyết lê giá một lát cũng không tức giận, gật gù đắc ý chạy về đến, muốn đi ăn cái kia củ cải. Nhưng mà nó vừa mới chạy đến tuyết lê bên người, còn không có duỗi móng vuốt đi vớt cái kia còn lại củ cải, nó liền bị đại tuyết lan đột nhiên khởi hành ngăn, sau đó liền gặp đại tuyết lan đột nhiên cung hạ thân một ngụm đem cái kia củ cải ăn hổ ca ca tiểu lão hổ ca ca hiển nhiên rất là giật mình không cam lòng nhưng mà mảnh thú bản năng bên trong có trời sinh mạnh yếu năng lực phán đoán nó có thể cảm giác được trước mắt cái này một con động vật dù là nó trưởng thành đều đánh không lại cho nên vừa tiếp xúc với đại tuyết lan ánh mắt nó liền không nhịn được súc lên lỗ tai khoảng hốt nhảy lên đi tuyết lê cũng bị đại tuyết lan chủ động ăn củ cải cử động giật nảy mình mê mang mà nhìn xem hắn tử lam kỳ thật trong lòng có một chút không cao hứng ban sơ tuyết lê trong nhà thu dưỡng hai con tiểu lão hổ thời điểm hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng dù sao hai con tiểu lão hổ tuổi nhỏ lại không có địa phương đi chiếu cố bọn chúng cũng là chuyện đương nhiên tử lam cũng thường xuyên đang chiếu cố tiểu lão hổ thời điểm hỗ trợ nhưng mà một lúc sau tử lam liền bắt đầu phát giác không được bình thường tiểu cửu vĩ hồ làm bạn thời gian của hắn rõ ràng biến ít mặc dù đổi thuốc vẫn là định kỳ dụng tâm tại đổi nhưng trừ cái đó ra tuyết lê hơn phân nửa thời gian ở không đều lấy ra nhìn tiểu lão hổ nhóm chơi giữa trưa ngủ trưa đều không ngủ còn rất cao hứng bộ dáng tử lam muốn đoàn nàng cũng không tìm tới cơ hội hiện tại cái này hai con tiểu lão hổ còn biểu hiện được rất thích ăn củ cải dáng vẻ tử lam cảm nhận được tác dụng của mình ngay tại dần dần yếu bớt hắn cảm giác nguy cơ không khỏi mãnh liệt bắt đầu thực sự muốn gây nên tiểu cửu vĩ hồ chú ý tử lam vòng quanh tuyết lê đảo quanh thế nào ngao tuyết lê nhìn xem vây quanh nàng chuyển đại tuyết lan kỳ quái giật giật lỗ tai sau đó nàng liền bị đại tuyết lan vo lại ngao ô tuyết lê kêu lên một tiếng bất quá cũng không có cảm thấy chỗ nào đặc biệt không đúng chỉ coi mình là bị đại tuyết lan cọ sát một chút, nheo mắt lại lột đại tuyết lang lông sói. Tử Lam đoàn ở tiểu cửu vĩ hồ về sau, cảm giác được nàng trong ngực mình nhích tới nhích lui, trong lòng cuối cùng an tâm chút. Bất quá hắn ánh mắt chưa phát giác rơi vào hai con tiểu lão hổ trên thân. Từ khi bị tuyết lê tiếp sau khi trở về, Tử Lam cảm thấy cái này hai con tiểu lão hổ giống như dáng dấp biến nhanh. Cũng không phải chúng nói chúng nó tuổi tác, mà là cái này hai con lão hổ hình thể. Mới ngắn ngủi hai tháng công phu, cái này hai con tiểu hổ kỳ thật liền so vừa tiếp trở về thời điểm lớn thêm không ít, hổ mẹ nguyên lai nuôi ba năm tiểu hổ cũng liền ít như vậy lớn, đủ để chứng minh bọn chúng lúc đầu gián dấp tốc độ cũng không nhanh, nhưng đi vào tuyết lê giá bên trong về sau, hai con tiểu lão hổ mắt trần có thể thấy so với ban đầu trưởng thành một vòng. Mặc dù trước mắt vẫn là rất nhỏ, thế nhưng là lấy tử lam quan sát, bọn chúng còn giống như có dáng dấp khuynh hướng càng lúc càng nhanh còn tiếp tục như vậy, đợi đến chân chính thành niên thời điểm, cái này hai con tiểu hổ có thể sẽ so bình thường lão hổ lớn không ít. Đương nhiên đây đối với tử lam đến nói cấu thành không là cái gì uy hiếp, chỉ bất quá nghĩ đến tương lai có thể sẽ có hai con tương đối lớn lão hổ cuốn lấy tuyết lê, để hắn cảm thấy có một điểm phiền muộn. Không chỉ có như thế, trừ điểm này ra, hắn vẫn còn địa phương khác mười phần nôn nóng. Trên thực tế, trải qua ba bốn tháng an dưỡng, tử lam tổn thương đã không sai biệt lắm tốt đương nhiên trên lưng bị kim long trảo thương kia một mảng lớn vết thương không phải bình thường vết thương da thịt khôi phục được không có nhanh như vậy ngẫu nhiên còn cần đổi thuốc nhưng hắn mấu chốt nhất tiên khí cùng tinh thần đã tu dưỡng được không sai biệt lắm có thể bắt đầu sử dụng đại bộ phận tiên thuật nói cách khác hắn có thể hóa thành hình người tử lam phát giác mình có thể biến trở về nhân thân về sau tự nhiên là ngay lập tức muốn cho tuyết lê nhìn xem nhưng hắn lại sợ mạo mùi biến hóa hù dọa tuyết lê, cho nên một mực tại cố gắng tìm thời cơ thích hợp. Hắn đã muốn tận lực nhanh một chút, lại không biết lúc nào mới tốt nhất, bởi vậy vô cùng phiền não. Lúc này, tiểu bạch hô nhìn thấy đại tuyết lan đến tìm tuyết lê chơi, nàng một mực nhìn cái khác động vật cùng tiểu lão hổ chơi, có điểm tâm ngứa khó nhịn, lúc này nhân tiện nói. Tuyết lê, ta cũng đi cùng những người khác cùng nhau chơi đùa á ngươi trước cùng đại tuyết lan ở cùng một chỗ đi nếu là nghĩ đến lời nói mình tới nha tuyết lê ngay tại vui vẻ dùng móng vút lột đại tuyết lan lông sói nghe được bạch lộc ngừng lại trong tay động tác mắt nhìn sắc trời suy nghĩ một chút nói được rồi ngao bất quá thời gian không sai biệt lắm ta không sai biệt lắm nên trở về đi làm gì lưu công khóa đợi chút nữa về sẽ cùng nhau chơi đi ừm bạch lộc đối nàng gật gật đầu sau đó đạp lên móng, vui sướng chạy vội tới tiểu động vật ở giữa. Tuyết Lê thấy Bạch Lộc đi về sau, cũng vỗ vỗ đại tuyết lan thân thể, bắt đầu dùng sức động trảo vẫy đuôi. Ở chung thời gian dài như vậy về sau, Tuyết Lê cùng đại tuyết lan ở giữa cũng bồi dưỡng được cơ bản ăn ý, Tuyết Lê giá A khẽ động, đại tuyết lan liền biết nàng đại khái là muốn rời đi, thế là buông nàng ra, để Tuyết Lê chạy mất. Tuyết Lê nhẹ nhàng vào phòng. Đại Tuyết Lan thấy thế, đương nhiên yên lặng đi vào theo tuyết lê vào nhà về sau nhanh chóng cầm nàng cần sách thảo dược cùng y cổ sau đó hóa thành nhân thân vì rời đi tiên cảnh trước cho nàng lưu lại công khóa đều là định tốt đều có quy luật mà theo gần nhất hai ngày này tuyết lê luyện tập là tương đối cao thâm tinh tế thuật pháp ngay cả nàng đều cảm thấy dùng hồ thân sử dụng có chút phí sức bởi vậy đều muốn hóa thành hình người loay hoay đại tuyết lan an tỉnh ngồi sau lưng tuyết lê nhìn xem nàng tìm đọc bản chép tay ôn tập, mặc niệm tâm quyết, trong tay luyện tập, còn thỉnh thoảng sờ sờ thảo dược. Hắn không muốn ngay tại lúc này quấy rầy tuyết lê, bởi vậy lặng lặng chờ lấy. Ngoài cửa sổ, tiểu động vật nhóm cũng còn mang theo tiểu lão hổ đang chơi, trong nhà gỗ chỉ có hai người bọn họ, không có người chú ý nơi này. Ước chừng qua nửa canh giờ, tuyết lê mới tạm thời đem toàn thân bị điều động tiên khí dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, dự định nghỉ ngơi một hồi lấy bình thường kinh nghiệm tử lam biết tuyết lê tu luyện tới lúc này hẳn là không sai biệt lắm đã qua một đoạn thời gian hắn lấy lại bình tĩnh chậm rãi tới gần tiến lên ngoài phòng có từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây cùng gió vuốt ve phát ra nhàn nhã sàn sạc âm thanh tuyết lê bỗng nhiên cảm thấy đại tuyết lan ở sau lưng nàng đụng đụng bờ vai của nàng trong tay nàng còn cầm chưa buông xuống bản chép tay kỳ quái quay đầu sau một khắc nàng liền thấy đợi ở sau lưng mình đại tuyết lan chạm qua bờ vai của nàng về sau, an vị tại chỗ cũ bất động, sau đó trên người tiên khí biến hóa, phát ra vần sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, tuyết lan thân hình cấp tốc phát sinh biến hóa, không đến thời gian một cái nháy mắt, trước mặt nàng liền không có cái gì đại tuyết lan. Mà đại tuyết lan nguyên lai like vị trí, xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ tuổi trẻ nam tử. Tuyết lê trên tay bản chép tay, ba một tiếng rơi trên mặt đất.